Hello các bác nhé, một số mã em thanh lý dọn kho, cân ký và giá xả cực kỳ rẻ cho các bác luôn. Đó, tất cả những cái hàng bên em thanh lý như này thì lưu ý các bác là các bác đã đặt hàng thì cố gắng là xem kiểm tra và nhận hàng giúp cho em. Ngoài ra thì những cái mã như là lớn lớn như này là bên em sẽ thanh lý hết, cho nên là các bác phải chuyển khoản hết thì bên em với bán hàng nhá. Đó là hàng thanh lý rồi, và hàng thanh lý thì bên em sẽ không bao ship. Đầu tiên thì em có cái con này nó dạng như là cái con nguồn của cam này, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 30k nhá, 30k. Các bác lên cho em là ổ cứng cam hay là nguồn cam gì đấy, ổ cứng nhá, ổ cứng cam. Giá sẽ là 30.000 các bác này, 30.000 cho con ổ cứng cam như này. Ngoài ra thì bên shop còn ba cái quạt phun xương. Con này thì đây, hiện trạng của nó là lanh tành phành như này. Các bác về có thể chế cháo hoặc là sửa chữa như nào được thì sửa chữa nhá. Đấy. Bên em bán thanh lý cho các bác với giá đó là 20.000. 20.000 cho một cái quạt phun xương như này. Đấy, em còn 3 cái nữa thanh lý nốt, giá sẽ là 20k một chiếc nhá. Quạt phun xương 20k nhá, 20.000. Quạt phun xương còn 3 cái này. 3 cái quạt phun xương 20.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì ba cái nồi cơm điện nhá, ba cái nồi cơm điện. Đấy, nồi cơm điện đây. Đầu tiên là một cái nồi sáp này. Hàng này thì 100% là hàng lỗi nhá. Còn lỗi lầm ở đâu thì em không có biết. Về nhà các bác xem rồi các bác tự mày mò thôi, tự mày mò tự tìm hiểu. Đó, lỗi lầm đâu thì không biết. Con này thì giá sẽ là 150.000. Giá thanh lý nốt 150k nhá. Các bác mua xác về các bác mình sửa chữa thế nào thì sửa chữa nhá, 150k. Đó, giá không bao phí ship đâu. 150.000. Đấy, tiếp theo là con này. Con này thì nó sẽ là một con nồi kiểu như này. Đấy, con nồi kiểu như này các bác này. Đấy, đây. Con này là con nồi dạng cúc cu như này, cũng 140.000 đi cho nó khỏi lẫn. 140k nhá, con nồi cúc cu này. Đấy, 140k cho con nồi cúc cu này nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một con này không biết là con sáp hay con cúc cu đây. Đấy. Con này thì con sáp màu đen nhá. Đấy, cũng 150.000 luôn, 150k. Đó, 150.000. Tiếp theo thì đến cái ấm siêu tốc này. Ấm siêu tốc con này thì không biết là nó lỗi ở đâu thì về nhà các bác sửa chữa nhá. Đấy, con này thì thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40k nhá, 40.000. 40k nhá, 40k cho một con ấm siêu tốc như này. 40.000. Về nhà các bác tự sửa chữa nhá. Tiếp theo thì một con cối xay. Con cối xay này cũng không biết lỗi ở đâu luôn. Về nhà các bác tự sửa chữa. Đấy, tự sửa chữa cho em. Còn con cối xay 2 lít như này. Thanh lý cho bác với giá đó là 40k nhá, 40.000 cho con cối xay 2 lít. Tiếp theo là đến cái một cái vòi nước như này. Đấy, vòi nước như này thì con này không biết là nó như nào thì em chả biết lỗi lầm ở đâu. Đấy, gọi thôi bán giá inox cho các bác thôi, bán giá inox cho các bác. Con này thì bán cho các bác với giá đó là 30k nhá, 30k. Về nhà các bác có thể sửa chữa nào thì sửa chữa. Đó. Vòi chậu rửa. Tiếp theo thì bên shop còn ba cái bánh xe như này. Đấy, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 20.000 ba chiếc. Đấy, các bác có thể mua để mình cho vào đâu đấy thì cho. Đấy, 20k ba cái này nhá, 20.000 cho ba cái bánh xe như này. Tiếp theo thì cái cam mô hình này, cam mô hình. Đấy, con này thì không biết nó lỗi ở đâu thì về nhà các bác sửa được thì sửa nhá. Giá sẽ là 10k nhá, 10k cho con cam mô hình như này. 10k cho con cam mô hình nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con bàn là hơi nước này. Bàn là hơi nước cũng không biết lỗi ở đâu luôn, cũng 10k các bác nhá, 10k. Đó. Tiếp theo thì đến con này không vượt. Tiếp theo thì đến cái con khóa này. Đấy. Thôi, con này bỏ qua. Tiếp theo thì hai con điện thoại Nokia này. Hai con điện thoại Nokia. Đấy. Không biết là còn pin hay không như nào thì em không biết, chắc là còn pin đấy. Cầm chắc một con có pin, một con không có pin. 20.000 nhá, 10.000 một cái. 20.000. 20.000, 10.000 một con, 10.000 một con nhá. 10.000 về nhà các bác thay tháo sửa chữa tùy. Tiếp theo thì em còn mấy cái đầu mũi vít nữa này. Đấy. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4, 4 cái vít 4 như này nhá. 4 cái vít 4 như này. Vít 4 này thì thanh lý cho các bác với giá là 10.000. Còn cái vít mũi con này là vít 10. Vít 10 này là 20.000 một cái nhá. Đấy, 20.000 một cái. Đó. Tiếp theo thì cái này lỗi thì vứt bà nó đi. Cái này thì không có bàn cạo này. Ok.
này không có bàn cạo trên nhà. Ba cái ô nhá, ba cái ô 10.000 một cái. Cái này thì không biết là nó lỗi lầm như nào thì em bán thanh lý 10.000 một cái. 10.000 trong cái ô như này nhá. Đấy ô 10k nhá, 10k. Đấy 10k một cái ô này thôi. Đó, 10.000 một cái ô. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con fix đun sôi nhá. Con fix đun sôi. Đấy, con này thì đang bán 180 mà cũng chả biết nó lỗi lầm ở đâu. Thanh lý lốt cho các bác với giá 30.000. Fix đun sôi 30k nhá, 30k. Đấy cái này thì như em có 3 cái. Ba cái thì bác nào lấy thì em gửi thôi. Đấy ba cái. Ví dụ như con này thì cái này như con này nó bị bong cái khuy ra đây các bạn. Đấy bong cái khuy ra đây các bạn. Đấy nói chung là bong bọt nó do nó vận chuyển. Về nhà các bác có thể thay tháo sửa chữa tùy. 30.000 một cái các bác nhá. 30.000 một cái. Tiếp theo thì đến con máy massage mini này. Đấy nó hàng nó vận chuyển nó long phòng sọc ra như này rồi. Đấy nó vỡ ra như này thì về nhà các bác có thể thay tháo sửa chữa tùy ý các bác thôi. Đó, thay đầu thay điếc bác có cái cũ của mình thay vào. Giá sẽ là 20.000 nhá. 20k cái này em có hai bộ nhá. Đấy, massage mini này. À súng massage nhá, súng massage hai bộ. Đấy. Tiếp theo thì một cái quận thiếc rất là to luôn này, một quận thiếc rất là to luôn. Đó. Quận này rất là to, quận này thì thanh lý cho bác với giá đó là 20.000. 20.000 cho một quận thiếc to như này nhá. Đấy, 80g luôn. 20.000. Quận này nếu mà các bác mua ngoài thị trường nó sẽ vào khoảng 70.000 nhá, 70.000 thanh lý cho bác. Quận thiếc này là 20.000. Tiếp theo thì có cho các bác là hai cái củ sạc nhanh đây. Đấy hai củ sạc nhanh của iPhone không biết nó lỗi lầm ở đâu này. Đấy củ sạc nhanh iPhone không biết lỗi lầm ở đâu, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 10.000. 10.000 một cái củ sạc nhanh iPhone. Đó. Tiếp theo, cái này cái gì? Cái này tiếp theo là một cái cốc pha cà phê nhá, cốc tự khuấy đây, nó bị dỉ này rồi này. Đấy về nhà các bác lắp pin và chế cháo sửa chữa nào tùy nhá. Con này thì thanh lý cho các bác cái giá đó là 10.000 các bác nhá. Đấy con robot này, con robot này cũng thanh lý luôn bác cái giá là 10.000 nhá. 10.000 trong con robot như này. Đấy về nhà các bác thử sửa chữa rồi là có thể tháo pin. Dây điện của Nhật này đang bán là 50.000 nhá, 50.000 thanh lý thôi bác, giá là 20.000 thôi. 20.000 thì về nhà các bác cắt lấy cái đoạn dây này cũng đủ 20.000 rồi. 20.000 cho một con ổ điện như này nhá, ổ điện 20.000 này. Đấy. Còn một cái loa Bluetooth mini này. Đấy, loa Bluetooth mini. Đấy. Thanh lý cho bác với giá đó là 30.000 thì cái loa Bluetooth mini như này, 30.000 nhá. Đó. Một cái máy xay khối xay đây, đấy, cái máy xay chạy ống pin như này. Đấy, máy xay tỏi ớt chạy ống pin. Con này thì không biết lỗi ở đâu, về nhà các bác thay pin rồi chưa? Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 10.000 nhá. 10.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ ấm pha trà đây, một cái bộ ấm pha trà như này. Đấy, một cái bộ ấm pha trà như này. Con này thì nó bị vỡ mất cái khay này, nó vỡ mất cái khay này thôi. Đấy, vỡ mất cái khay này thì toàn bộ sản phẩm vẫn đầy đủ, vỡ mất khay thôi nhá. Đấy em đang bán là 140, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 50.000. Nó vỡ mấy cái khay này em vứt cái khay này luôn. Đấy, đây, đầy đủ này, khay nhựa này. Đấy, một bộ ấm pha trà như này nhá. Lên trên là bộ ấm pha trà 50.000, giá siêu rẻ cho bác luôn. 50.000 cho cái bộ ấm pha trà như này. Đó, 50k. Tiếp theo thì một cái bộ bấm móng tay này. Đấy, bộ bấm móng tay bộ này em đang bán là 100.000. Cái này làm sao? Cái này có lỗi làm gì đâu. Cái này không lỗi làm gì bỏ qua. Cái này em bán 90.000 nhá. Bộ này không có lỗi làm gì cả. Bộ này em bán 90.000. Này kiểm tra cái này xem. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác đây là sản phẩm thanh lý cho các bác cái con pin sạc dự phòng này. Con này thì em đang bán là 230, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 30.000 cho con này. Đấy còn em đang có hai cục pin của con áo điều hòa nhá. 50.000 một cục. Không biết là nó lỗi lầm như nào, là yếu pin hay như nào thì không biết. Thanh lý cho bác 50.000 một cục, về nhà các bác chế cháo sửa chữa nhá. 50.000 một cục, về nhà các bác chế cháo sửa chữa cho em. Đó. Một cái con này là con gì mà đẹp như này mà lại vứt ở đây. Con này là con gì này nhỉ? Con này không biết khóa nó dùng vào đâu đây, rất là đẹp luôn này. Hàng cực kỳ chất luôn các bác nhá. Con này chắc con khóa đây, nhưng mà đây,
Con này bác nào làm thợ làm nghề mua để lắp tủ, lắp giả các thứ này. Đấy. Thanh lý cho các bác con này 20.000. 20.000 một con khóa à, chưa. Khóa này ở đâu ra đây? Đấy, khủng luôn các bác nhá. Một con khóa khủng luôn, bác nào làm thợ mà kiếm được con này inox này. Con này lắp vào đâu khủng lắm đấy này. Đấy, con này của nó ba chìa liền nhá, chìa rãnh của nó nhá. Đấy, rất chất các bác nhá. Đó. Con ấm pha trà này thì làm sao đây? Đế liếm dím chết hết. Cái ổ điện ấy cũng vứt đấy luôn, cũng rác luôn cho bà kia bà lấy. Đây. Đấy các bác. Đấy. Con này thì lỗi ở đâu đây? Con này cũng vỡ khay thôi, cũng 50.000 luôn. Nó vỡ cái khay này, nó vỡ cái khay này. Vỡ khay này vứt. Mẹ mày đi. Đấy, 50.000 luôn các bác nhá. Hai con bộ ấm mặt trời 50.000 luôn. Đấy. Cái con đây, nó còn một con sạc dự phòng nữa này. Con sạc dự phòng này thì thanh lý cho các bác với giá 20.000 này. Một cái chảo gang về nhà các bác tự tự chế qua nhá. Con này cũng 20.000 luôn. 20.000 luôn. Chảo gang về tự chế qua. Nào còn cái gì không nào? Hết chưa? Rồi ok các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop sẽ lên cho các bác một loạt các cái mẫu đồng hồ của bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Các cái mã đồng hồ bên em thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác các cái mã đồng hồ cơ trước nhá. Đồng hồ cơ thì đầu tiên nó sẽ là con đồng hồ cơ mã 66 nhá. Đấy, lên mã giúp em đó là đồng hồ cơ 66 này. Đồng hồ cơ 66. Đây, hàng automatic tự động cho các bác luôn. Con này 100% lộ cơ nhá, đồng hồ cơ 66. Con này thì giá của nó sẽ là 400 mấy em nhỉ. Lên thì em là đồng hồ cơ, hỏi hộ tí. Cơ 66, giá của nó sẽ là 66 bao tiền đấy Phương ơi. 66 là 400. Giá của nó sẽ là 400k nhá. Lên thì em là đồng hồ cơ 66, giá của nó sẽ là 400k. Đó. 400k cho một con đồng hồ cơ 66 như này. Giá chỉ có 400.000 con đồng hồ cơ thôi. Giá cực tốt cho các bác luôn. Đây. Đấy, automatic này, gắn đá rất là đẹp luôn nhá. Đó, tự động. Đây. Baijino, hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Made in Japan luôn các bác này. Đấy, made in Japan luôn. Tem 7 màu luôn. Made in Japan. Lên mã giúp cho em là đồng hồ cơ 66, giá của nó sẽ là 400k. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là một dòng đồng hồ cơ và số của nó là số La Mã. Giá của nó sẽ là 470.000 cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470k nhá. 470k cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là hàng số La Mã nhá. Đấy. Bắt đầu cơ chuyển động là đồng hồ quay luôn, rất đẹp nhá. Mặt sapphire này, chống xước này. Đấy, đây của nó đây. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, đây. Đeo vào thì lên form lên dáng cực đẹp nhá. Lên form lên dáng cực đẹp. Đấy, màu vàng như này. Đấy, đồng hồ cơ này thì các bác phải có chuyển động thì nó mới chạy nhá. Đấy. Có chuyển động là nó chạy ngay các bác này, có chuyển động là nó chạy ngay. Đấy các bác thấy không? Đây. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã nhá, cơ La Mã. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên cho em là đồng hồ cơ La Mã này, giá sẽ là 470.000 các bác nhá, 470k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dạng đồng hồ cơ 88 nhá, đồng hồ cơ 88. Giá của nó sẽ là đồng hồ cơ 88, giá của nó sẽ là 500k. Đấy, 500k nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 88 này. Đây, con này thì anh em các bác lên cho em là đồng hồ cơ 88. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, con này thì cũng độ chất của nó khỏi phải bàn rồi. Đó, độ chất của nó khỏi phải bàn rồi. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, automatic tự động hết. Đó, mặt sapphire. Đấy, có dây của nó này, dây của nó rất dày dẫn chắc chắn luôn. Giá của nó sẽ là 500.000 nhá, 500.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 88 nhá. Đấy, đồng hồ cơ 88. Đồng hồ cơ 88 nhá, giá của nó sẽ là 500k. Đấy, thì hiện tại bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy nhá. 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đồng hồ cơ 66, đồng hồ cơ 88 và sẽ có cho các bác là
Bên em có 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ hộp đen này, đồng hồ hộp đen này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái chân tháo như này, một viên pin và một chiếc đồng hồ như này. Con này thì nó sẽ là chạy bằng pin. Giá thì chỉ có cho các bác là 200 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Giá sẽ là 200.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác cho một con đồng hồ hộp đen như này luôn. Đó. Dây của nó thì là màu vàng như này, dây mặt màu vàng thép không gì nhá. Đó. Rất đẹp cho các bác luôn. Giá chỉ có 200 cành cho một con đồng hồ như này thôi. Rất đẹp, rất xịn sò các bác nhá. 200.000, bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen, giá sẽ là 200.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ Rolex nhá. Rolex, con này thì nó cũng chạy bằng pin luôn. Đấy, đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Đấy, con này thì cũng rất là chất lượng. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 nhá. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này. Đấy, đồng hồ Rolex này có lịch báo các thứ đàng hoàng nhá. Đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Con này thì giá của nó sẽ là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này nhá. Đấy, rất đẹp này. Mặt rất đẹp luôn các nhá. Đấy, đồng hồ Rolex giá sẽ là 300.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Đấy, con SK này thì giá của nó sẽ là 260.000 và bên em cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Hàng thương hiệu SK của Nhật nhá, đồng hồ SK. Rất đẹp các bác này. Đấy, rất đẹp. Có cả lịch, có cả ngày tháng luôn. Và mặt của nó là màu đỏ như này, màu đỏ rất đẹp luôn. Đấy, và có cả cái lẫy xoay này các bác này. Cái này thì không biết là xoay làm gì thì về nhà các bác tự tìm hiểu nhá. Nó có cả cái lẫy xoay như này. Đấy, xoay cái la bàn bên trong này này các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là đồng hồ SK. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá. 260.000 cho một con đồng hồ SK như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá, đồng hồ thể thao. Giá thì sẽ là 80.000 à. Đây nó có cái lớp giấy dán này các bác này, giấy dán chống xước này. Đấy. Giá thì sẽ là 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này thôi. Có đèn báo này, có đèn báo sáng này. Đó, rất đẹp luôn. 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Hàng cực chất và giá hợp lý nhá. Bên em thanh lý được hệ thống siêu thị. Giá cực kỳ hạt rẻ hợp lý cho các bác luôn. 80.000 một con đồng hồ như này. Đấy, dây quai đeo có thứ cực kỳ hàm hố và chất lượng luôn. Đeo vào khẳng định đẳng cấp luôn các bác nhá. Đó, đồng hồ thể thao, giá của nó sẽ là 80.000. Tiếp theo thì cái mã đồng hồ dây da thì bên shop có hai màu, màu đen và màu đen và màu nâu nhá. Đấy, màu đen màu nâu. Đấy, màu đen và màu nâu. Lấy anh cái màu đen tí nào. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da nhá, đồng hồ dây da. Đó, đồng hồ dây da nhá. Giá thì sẽ là 100.000 cho một con, 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn các bạn. 50.000 cho một con đồng hồ như này. Đấy, các bác đeo rất đẹp luôn. Đấy, đồng hồ đẹp, hàm hố nhá. Có cho các bác là hai màu. Đấy, có hai màu là màu đen và màu nâu. Lên cho em là đồng hồ dây da nhá. Có hai màu, màu đen và màu nâu như này các bác này. Màu đen và màu nâu như này, hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá. Đồng hồ dây da giá của nó sẽ là 50.000 thôi. Các bác không nghe nhầm đâu, 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP đây. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, hai mẫu. Hàng này thì nó sẽ là hàng chạy bằng pin nhá. Hàng chạy bằng pin. Có hai màu như này. Đấy, màu vàng và màu bạc. Thì các bác lên cho em đó là đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP có hai màu, màu vàng và màu bạc. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000 cho một con đồng hồ VIP như này. Có hai màu, màu vàng và màu bạc nhá. Đấy, các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó, màu đồng hồ VIP. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ VIP. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một cái mẫu đồng hồ VIP như này. Đồng hồ VIP 150.000. Đó, giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đó, đấy là tổng thể các cái mẫu đồng hồ của bên em. Các bác có thể xem tham khảo và lựa chọn để mua cho mình và cho đại gia đình nhà mình các bác nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái ống nhòm các bác này. Ống nhòm 3D. Con này thì rất nhỏ gọn và tiện dụng các bác nhá. Rất nhỏ gọn và tiện dụng luôn. Sản phẩm này thì nó có thể đẩy lên được như này các bác này. Đẩy lên được như này. Và nó sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ. Về nhà các bác lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây cho em. Đấy. Cái dòng này thì nó sẽ là cái dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi. Đấy, dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi. Nhưng mà nó cũng thiết kế khá là ngầu nhá. Thiết kế khá là ngầu đấy các bác.
Đấy, dòng này nó sẽ là dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi, nhưng mà thiết kế khá là ngầu. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi cho anh em các bác luôn. Giá chỉ có 90k thôi nhá. Các bác có thể mua về để cho các em nó sử dụng này, thỏa sức sáng tạo này. Đấy, các bác thấy không? Đây, có cả đèn sáng như này. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho các em nhá. Lắp pin vào cho các em để mình sử dụng này. Đấy. Giá thì chỉ có 90k thôi. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ống nhòm nhá, ống nhòm. Giá sẽ là 90.000 cho một con ống nhòm như này. Rất tiện dụng cho các em nó sử dụng và thỏa sức sáng tạo nhá. Con này thì nó sẽ là ống nhòm ban đêm nhá, ống nhòm ban đêm. Đấy, các bác lên cho em là ống nhòm. Giá thì chỉ có 90k thôi. Đấy, nó là ống nhòm đồ chơi dành cho trẻ em nhá. Đấy, lên cho em là ống nhòm. Giá sẽ là 90k một chiếc nhá. 90.000 cho một chiếc ống nhòm như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, các bác này. Đó, chuyên sử dụng cho ban đêm. Đấy, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED thì đợt này bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu mới. Đấy. Thì cái mẫu cũ bên em hết hàng rồi. Mẫu mới này thì to đẹp hơn. Đây là cái chân của nó này, cái chân của nó về nhà các bác sập ở đây cho em này. Đấy, sập ở đây cho em. Đó, cái chân của nó về các bác sập ở đây cho em. Đây, chân sập ở đây. Thì nó rất là tiện ích và rất là đẹp để cho các bác sử dụng này. Đây cái chân của nó này. Đấy. Và nó sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc như này và chân USB, chân USB nhá. Về nhà thì các bác chỉ cần là cắm vào đây cho em này. Đấy, cắm vào đây cho em. Sau đó thì mình cắm qua cái ổ USB nhà mình thôi. Đây là nó sẽ lên này. Đấy. Thì con này chiều dài của nó thì con này khá là to đấy, thì các bác có thể để decor trang trí này, decor trang trí này. Tổng chiều dài của nó là 23 cm nhá và chiều cao tổng thể của nó là 10 cm. Đấy, 23, 10. Đấy, chiều cao là 10 cm và chiều dài là 23 cm, rất to luôn. Ánh sáng của nó thì ánh sáng xanh như này thì rất là vừa xinh. Con này có cập nhật nhiệt độ này, độ ẩm này và thời gian này, có chuông báo, có hẹn giờ, hẹn dùng hẳn hoi cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi cho bác nhá. Chỉ có cho các bác là 110k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED. Đồng hồ LED mới này, đồng hồ LED mới. Giá sẽ là 110k cho một con đồng hồ LED như này. Đấy, một con đồng hồ LED như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Lên cho em là đồng hồ LED mới, giá sẽ là 110.000. Cái mẫu cũ còn không, bỏ đây xem nào. Còn đây là cái mẫu đồng hồ LED cũ này. Đấy, cái mẫu này thì nó sẽ nhỏ hơn các bạn. Mẫu này thì nó nhỏ hơn và cái giá thì sẽ là 140.000, 140.000 cho cái mẫu đồng hồ LED cũ như này. Con này thì nó nhỏ gọn hơn. Đây, cũng cắm như này là nó sẽ lên thôi các bạn. Đấy, nó sẽ là dòng điện tử như này. Đấy, thì bên em bán cái mẫu cũ này còn một ít nữa thì em sẽ bán nốt. Mẫu cũ này còn ít nữa thì em sẽ bán nốt nhá. Mẫu cũ này thì nó thực ra là nó đắt hơn và nó nhỏ quá. Nên nhiều bác không thích cái mẫu nhỏ này, cái mẫu kia nó to mà trông nó có hình số thì nó đẹp hơn, nó hàm hố hơn. Đấy. Thì mẫu lên cho em là đồng hồ LED cũ nhá. Đồng hồ LED cũ, giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Còn con mẫu LED mới này thì hàng to đẹp hơn mà cái giá thì bình dân hơn. Chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110.000 cho cái con đồng hồ LED mới này thôi. Thì tùy các bác lựa chọn, cái mẫu cũ thì em cũng vẫn còn. Đấy, mẫu cũ em vẫn còn. Thì các bác có thể lấy mẫu cũ, lấy mẫu mới thì đồng hồ LED mới 110k. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đèn thần tài nhá. Đèn này thì gọi là đèn thần tài thì các bác có thể để ban thần tài này, ban thờ đều được nhá. Ban thần tài, ban thờ đều được. Màu thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Đấy, nó sẽ có cho các bác là màu xanh hoặc là màu đỏ. Màu xanh, màu đỏ. Đây, về nhà thì cái này em để ngược như này, về nhà các bác lắp lại cho em, lắp lại như này này. Đấy, trước khi sử dụng thì bật cho em cái công tắc này lên, đèn báo lên này. Đấy, các bác chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ lên. Đấy, chạm nó tắt này, chạm nó lên này, chạm nó tắt này. Các bác xem hướng dẫn sử dụng thì xem kỹ cho em để tránh cái việc là xem xong về nhà lại không biết cách mở bật như nào nhá. Em về thì không biết là nó có mấy màu. Đấy, nhưng mà cơ bản đây rất nhiều màu các bạn, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó có màu xanh đậm, xanh nhạt rồi màu màu xanh đậm. Đây em xem thì có màu xanh đậm, màu xanh nhạt rồi. Đấy, còn màu gì nữa thì em cũng không biết. Thì đây hình như nó có ký hiệu màu đây xem này. Cái gì xanh lam này này. XL là xanh lam này, có phải không? XL là xanh lam, cái màu này là màu xanh lam à? Màu này màu xanh lam đúng không? Đấy thì có hình như có hai màu nhá. Đấy, có hai màu. Màu xanh lam và màu xanh lam và màu xanh xanh đậm này. Đấy thì nói chung là màu bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là đèn thần tài nhá, đèn thần tài. Đấy, đèn thần tài. Đợt này về cho bác giá thì giá của nó sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một con đèn thần tài như này. Đây, các bác xem này. Đó. Gõ là nó sẽ lên này, gõ nó tắt này, gõ nó lên này. Đấy,
cái này của nó khá là dày luôn nhá, và có điều chỉnh sáng tối nhá, có điều chỉnh sáng tối như này đấy, có điều chỉnh sáng tối như này. Dòng này là dòng sạc pin nhá, các bác cắm sạc vào đây cho em đấy, về nhà thì các bác cắm sạc vào đây cho em đấy. Con này thì nó rất là tiện đấy, gõ là nó tắt, gõ là nó lên, và có cả công tắc ở đây luôn, các bác muốn tắt hẳn thì tắt ở đây cho em đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con đèn thần tài như này, giá của nó sẽ là 65.000 cho con đèn thần tài như này nhá, 65k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tai nghe của iPhone nhá. Đấy, tai nghe iPhone, dòng này nó sẽ là iPhone, hàng của thương hiệu iPhone. Con này thì hàng chính hãng của iPhone nhá, giá thì sẽ là đây, hàng của thương hiệu iPhone đây các bác, hàng thương hiệu iPhone đây. Con này thì dùng cực kỳ là thích luôn, đây các bác nhá, đó đây, design by in California, hàng thì của Mỹ và sản xuất ở Nhật nhá, sản xuất ở Nhật và cho thị trường Nhật các bác này, hàng ở Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật các bác nhá, đây California các bác này, đấy, made in Japan này, đó, made in Japan, hàng của Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật đây, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này, hàng made in Japan, cực kỳ xịn sò cho các bác luôn, made in Japan, đó. Một đốc sạc nhá, một cái đốc sạc như này và kèm cho các bác là combo như này. Đấy, nguyên cái sách hướng dẫn của nó đã dài cả trang như này rồi nhá, sách hướng dẫn dài cả trang như này rồi. Đấy, lên cho em đó là tai nghe. Đấy, tai nghe iPhone nhá. Đấy, tai nghe không dây. Đấy, tai nghe không dây. Giá của nó sẽ là 150k nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là tai nghe nhá, 150k này. Tai nghe iPhone không dây 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này. Bộ này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó, đó là 120.000. 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Đây. Hàng thì bằng inox 304, hàng của Đức nhá. Inox 304 của Đức. Hàng cực kỳ dày luôn, rất dày các bạn. Hàng rất dày luôn nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là 5 đĩa như này, 5 đĩa như này. Cái nhỏ nhất thì nó sẽ là vào khoảng là đi nhỏ nhất là 14 cm và to nhất thì sẽ là 26 cm. Đấy, 14 từ 14 đến 26. Bộ 5 đĩa tròn. Bộ 5 đĩa tròn nhá. 5 đĩa tròn, giá sẽ là 120 cành thôi, 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe mẫu mới đây. Đấy. Hàng này thì nó sẽ có cho các bác là lô này về thì nó sẽ là không sử dụng pin thường mà nó sẽ là sử dụng pin sạc các bạn. Đấy, sử dụng pin sạc đây. Các bác về nhà thì các bác cắm sạc ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc ở đây cho em. Có kèm cho các bác một cái dây sạc đấy. Và các bác sử dụng cân thôi. Ở đây thì nó chế độ là kg đây rồi. Và nhiệt độ cập nhật là 31 độ C. Đây em sẽ cân thử cho các bác xem. Con này thì nó sẽ có app nhá. Về nhà các bác kết nối app để các bác có thể đo các cái thông số huyết áp rồi nhịp tim rồi các kiểu con đà điểu luôn. Đó. Đây, đấy nó sẽ có cho các bác là các cái kết nối như này thì em chỉ bán, em bán là em bán để các bác về dùng để cân thôi nhá. Còn ngoài ra các tính năng khác thì các bác tự tìm hiểu, tự các bác kết nối các bác dùng nhá. Còn em bán ở đây là em chỉ bán để cân thôi. Về nhà khi các bác nhận được hàng nha là các bác bật lên cho em này. Đấy, các bác cân test thử ok, cân chuẩn là các bác nhận hàng thôi. Còn ngoài ra các cái tính năng khác thì các bác tự túc cho em. Đấy, các bác tự túc cho em. Và cái lô này về thì nó lại là cái dòng mà sạc pin nhá. Dòng sạc pin và nó có kèm cho các bác một cái cáp sạc đây. Đấy, có kèm sẵn một cái cáp sạc để cho các bác về mình sạc pin cho em. Đó, thì cái lô này là sẽ là lô sạc pin. Lên cho em là cân sức khỏe, giá sẽ là 130 cành nhá, 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố các bác này. Đấy, máy xay sinh tố. Con này thì hàng của Nhật đây, thương hiệu Socani của Nhật này. Dung tích của nó sẽ là công suất của nó là 400W này. Đấy. Hàng này thì nó xuất đi khá nhiều nước luôn. Hàng 2 trong 1, một cối to một cối nhỏ này. Đây, hàng của thương hiệu Socani, giá bao nhiêu nhỉ? Hả? Máy xay sinh tố 470k nhá. Lên cho là máy xay sinh tố 470.000. Công suất của nó sẽ là 400W này. 1500ml này. Đấy, và có rất nhiều chế độ khác nhau. Hàng này thì ưu điểm của nó sẽ là hàng thủy tinh, cối bằng thủy tinh cho nên dùng nó cực kỳ là sạch sẽ và an toàn. Đây, một con cối như này, một con cối khổng lồ này các bác này. Đấy. Con cối khổng lồ đây. Đấy. Một cối một thân máy như này, một cối một thân máy như này các bác này. Đấy. Một cối to, một cối nhỏ, hàng cối khủng cho các bác luôn. Chất liệu của nó đều bằng thủy tinh hết nhá, bằng thủy tinh. Đấy, con này thì dung tích của nó thì con cối to này thì dung tích của nó sẽ là 1,5 lít.
Còn con cối nhỏ này thì chắc là khoảng mấy trăm ml thôi. Đấy, và đây là cái thân máy của nó này. Thân máy của nó đây. Một con máy xay sinh tố cực kỳ là chất các bạn. Đấy, con này rất là chất luôn. Hàng này thì nó xuất đi rất nhiều nước này. Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu các kiểu con này đều luôn. Đó, đây. Đấy, máy thì chạy khỏe, êm. Đây em sẽ test thử cho các bác xem luôn. Giá thì sẽ là 470.000 cho một con máy xay sinh tố như này. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng. Hàng bền đẹp chắc chắn các bạn. Đấy, đây. Nó sẽ có số 123 nhá. Đây các bác cắm điện vào cho em này. Đấy, đây. Đấy, máy chạy cực khỏe luôn. Đấy, có 123 nhá. Lưu ý các bác khi sử dụng máy xay sinh tố thì mình nên nhấp nhả chứ đừng sử dụng liên hồi nhá. Đấy, đừng để lâu quá không tốt này. Bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đấy các bác dùng nên nhấp nhả chứ em. Đó. Mình chỉ nên dùng là từ 1 phút đổ về thôi chứ đừng nên dùng quá 1 phút. 1 phút. Dùng 1 phút sau đó thì mình ngắt nhả, sau đó thì mình lại dùng tiếp thì nó rất là bền cho máy nhá, bền cho máy luôn. Đó, đây. Cái nắp này của nó cũng rất là chặt các bạn này. Đây. Nắp này của nó là dạng nắp xoáy như này này, nắp xoáy này rất là chặt luôn. Các bạn thấy không? Đây. Gen này, nắp gen này. Đấy, rất chặt các bạn. Đấy. Nắp gen rất là chặt như này các bạn này. Con này thì dùng thì rất là đã luôn. Đấy. Đây. Cái nắp gen này của nó rất là chặt nên là các bác dùng, ưu điểm của nó rất là chắc chắn. Đấy. Đậy vào nó rất là chắc luôn. Đây. Đấy. Và thân của nó này, con này của nó bằng thủy tinh nhá. Dùng cái hàng bằng thủy tinh này thì nó chất lắm các bạn. Đây. Đấy, các bác lắp vào cho em này, xoáy vào này, bật này. 1 này. Đấy. 2 này. Đấy. 3 này. Nó có 3 nấc như này luôn, nó rất là an toàn. Đấy, cậy ra này. Đây các bác này. Đây, các bác xem nhá. Máy nó xoay này. Tít khủng luôn. Đó. Đấy, con này thì xay cua, xay tôm, xay cá các kiểu con là điểu luôn. Lẫy của nó này, chân lẫy của nó rất là sâu luôn nhá. Và dùng thì nó sẽ là dòng lẫy lượn sóng như này, các bác sập ngước nào cũng được, sập ngước nào cũng được. Đấy, sập vào xong đó siết vào cho em, rất chắc chắn luôn. Lên cho em là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Combo cho các bác. Đấy, một con máy như này giá chỉ có cho các bác là 470.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng đây. Nồi lẩu 2 tầng như này. Đấy. Con này thì giá rất bình dân, chỉ có 230.000 đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác cắm thử cho em. Đấy, cắm thử, nhận hàng thử. Cắm thử cho nước vào đun. Đấy, nóng sôi đàng hoàng thì các bác thanh toán tiền giúp cho em nhé. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái hàng mà đây. 1000W này, 28 sen, điện 220V, công suất 1000W. Cũng siêu nóng luôn, nóng cực kỳ nhanh luôn. Đặt vào cho em này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là 2 tầng đây. Cái bên dưới này thì các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu thoải mái. Đấy, chiên rán xào nấu thoải mái luôn. Có tráng đá chống dính này. Đấy, có tráng đá chống dính như này. Đường kính là 28 cm. Đây là dây nguồn của nó này. Đấy, đây các bác thấy không? Đây. Đấy. Đây thì các bác dùng để ăn lẩu này, chiên rán xào nấu này. Đấy, còn cái trên này thì các bác đặt lên khay này lên cho em này. Hấp tôm, hấp cá, hấp cua, hấp ghẹ này, đa di năng luôn. Giá bao nhiêu? 230.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn, 230.000 cho một combo như này. Đường kính của nó là 28 cm. Con này bên em bán, bên em bán cả 1000 con rồi. Đấy, mặt kính của nó là kính cường lực này nhá, kính cường lực. Giá siêu tốt cho các bác luôn, công suất 1000W, nóng nhanh. Các bác dùng đa di năng luôn. Con này chiên rán xào nấu tráng trứng, nấu canh, nấu riêu, nói chung là ok hết. Đấy, nó là hàng đa di năng nên dùng nó rất là đã. Và giá thì khá là hạt rẻ và hợp lý cho anh em các bác rồi. Chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng. Giá sẽ là 230k nhá. Nồi lẩu 2 tầng 230.000, con này khá tiện ích luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Tiếp tục các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái con máy các bác lên cho em là hút bụi đại nhá, hút bụi đại. Con này công suất của nó sẽ là 1000W, sử dụng điện 220V, 1000W sử dụng điện 220V. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây các bác này. Đấy, đây. Đấy, thấy không? Máy chạy khỏe khủng khiếp luôn. Đó. Đấy. Máy chạy siêu khỏe luôn các nhá. Các thấy không? Nó hút này. Quá khủng khiếp luôn các bạn. Đó. Đấy. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó như động cơ phản lực các bác nhá. Đó các thấy không? Đây. Con này 1000W sử dụng điện 220V và nó sẽ có các cái đầu phụ kiện, đầu kết nối đi kèm như này. Đầu ống nối dài này, ống ngắn này, rồi là chân hút này, nhiều lắm các bạn, phụ kiện của nó cả rổ luôn. Giá thì sẽ là lên cho em là hút bụi đại nhá. Đấy, hút bụi đại. Giá sẽ là 450.000 các bác ạ. 450.000 cho con hút bụi đại như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con hút thổi bụi nhá. Hút thổi bụi.
Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V. Con này thì công năng vừa hút vừa thổi nhá, vừa hút vừa thổi. Cái con hút bụi đại thì nó chỉ hút bụi thôi, còn con này là vừa hút vừa thổi. Con này thì đa năng hơn, vừa hút vừa thổi được các bác nhá, vừa hút vừa thổi. Thì con này giá sẽ là 260.000. Con này vừa hút vừa thổi được luôn các bạn. Đấy, vừa hút vừa thổi được luôn, rất tiện ích các bác ơi. Đó, đây các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào cho em này thì nó sẽ là dòng một con máy thổi này. Một con máy thổi, nhà các bác nào nhiều lá cây. Đấy, sử dụng điện 220. Nhà bác nào nhiều lá lẩu các thứ thì dùng con này cho em. Đây. Đấy. Thì đây này nó sẽ là chức năng là thổi này. Thổi rất khủng khiếp luôn nhá. Đấy, thổi này. Thổi rất mạnh luôn các bác thấy không? Đấy. Thổi tung rời luôn nhá. Đây, thổi tung rời luôn các bạn. Đây. Các bác thấy không? Thổi tung rời luôn đây các bác này. Đây, thổi nhá. Đấy. Đây, đây, thổi đây. Tung dài luôn đó. Thấy chưa? Đó, ngoài thổi thì nó sẽ có chức năng hút, hút thì đảo cái này vào cho em này, đảo cái này sang bên này nó sẽ là thành chức năng hút này. Đấy, đây hút ở đây các bạn này. Đấy, hút vào này, hút vào này, hút vào đây các bạn này. Đó, thấy không? Đó. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái đầu như này để các bác hút rác bẩn các thứ vào đây cho em. Đấy, hút rác bẩn vào đây. Đấy, thấy không? Đó. Con này thì sẽ là 260.000. Lên cho em là hút thổi bụi bằng điện nhá, 260k đó. Con này thì chạy bằng điện, 260.000. Hút thổi bụi điện này, lên cho em là hút thổi bụi điện nhá, hút thổi bụi điện, thổi bụi điện 260.000 nhá, 260.000. Tiếp theo thì cái con massage cổ đấy, từ nãy giờ em đang quay thì em lắp máy vào luôn các bác này. Đây, massage cổ nhá. Đấy, massage cổ vai gáy. Con này sẽ là 320.000, 320.000 hàng đựng trong một cái hộp như này. Em đang đeo trực tiếp đây, đang đeo đây các bạn này. Đấy. Và các bác muốn tăng độ lên thì các bác kéo cái này xuống cho em. Nó sẽ là massage cổ này. Và đằng sau của nó là có các cái phần để massage vai gáy nữa. Rất tiện ích luôn, đeo vào thì rất là phê luôn các bác này. Đấy. Massage cổ vai gáy nhá, 320.000. Đó. Nhìn tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn phễu này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Con này thì giá sẽ là 90.000 à. 90.000, có dây có quay đeo như này, có dây có quay đeo như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu, con này giá sẽ là 90k cho một con đèn phễu như này. Siêu sáng luôn các bạn. Đấy, đây các bạn thấy không? Siêu sáng luôn. Mình dập cầu dao cho anh tí. Đấy, siêu sáng luôn. Đây em sẽ test tắt điện đi cho các bác xem này. Đây. Đấy, đây các bác thấy không? Đây, đấy. Rất sáng luôn. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Con này thì giá chỉ có 90k thôi. Các bác có thể dùng để dọi xa, dọi gần này. Rất khủng khiếp luôn các bác thấy không? Đó. Sáng cả một không gian luôn. Giá sẽ là 90k. Rồi, ok. Đó. Con này rất sáng các bạn, sáng lắm. Dùng thì rất là thích luôn. Có chế độ báo pin và có cả cổng sạc ra cho điện thoại này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Nó sẽ là hình một cái phễu như này. Hình một cái phễu như này, một pha bóng và rất là sáng nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu. Giá sẽ là 90k này. Đấy, đèn phễu này. Đèn phễu, giá sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân đức nhá, cân đức. Con này thì cân được 10kg, em đang bán là 160. Hôm nay, riêng hôm nay xả cho bác còn 120.000 cho một con cân đức như này thôi. 120k. Mặt này của nó là bằng inox nhá. Đấy. Mặt này của nó bằng inox 304 nhá. Đấy, bằng inox này. Mặt này của nó bằng inox sáng bóng, đây nó là cái lớp giấy bóng thôi. Cái lớp giấy bóng nó phủ cho nó chống xước thôi, còn bóc ra nó là inox sáng bóng luôn. Đó, và nó sẽ sử dụng là hai quả pin tiểu thì về nhà các bác sử dụng thì các bác lắp cái pin tiểu vào cho em, lắp pin tiểu vào. Đó. Và con này nó cân được 10 cân. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác chỉ còn 120.000 trong cái mã cân đức này thôi, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 170.000 cho một con súng thư giãn như này, bao gồm là một súng và 4 đầu, một súng và 4 đầu nhá. Đấy, một súng 4 đầu massage như này, 4 đầu massage và một cái cáp sạc nhá, một súng 4 đầu massage, một cáp sạc, lắp thử cho các bác xem này. Dây của nó sẽ là động cơ không chổi than và lõi bằng đồng nhá. Máy chạy cực kỳ khỏe luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Đấy, sạc chưa? Đó. Máy chạy rất khỏe luôn nhá. Đây mới là chế độ 1 này. Đấy. Có 5-6 chế độ tất cả cơ. Khi các bác sử dụng thì các bác giữ lì cho em. Đấy, khi tắt bật thì các bác giữ lì nhá. Đấy. Rất khỏe luôn. Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Nó hình khẩu súng như này nên các bác lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Đấy. Lên cho em là súng thư giãn. Giá của nó sẽ là 170.000 cho một con súng thư giãn như này nhá, 170k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây tắm các bác này. Đây. Dây tắm như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 15k cho một cái dây tắm như này nhá, 15k. Con này thì rất tiện luôn.
Về nhà các bác cho xà bông xà phòng vào đây, nó sẽ là cái dòng cao su non mềm. Cao su non mềm như này thì các bác cho xà bông xà phòng vào đây là mình sử dụng thôi. Kéo ra như này nó có cái độ co giãn nhất định nhá, và rất là tiện luôn. Các bác có thể dùng để mình vừa tắm vừa kỳ cọ lưng, cổ, vai, gáy rồi chân tay đều được hết nhá. Rất tiện ích. Giá thì sẽ là đi 15.000. Đấy, giá thanh lý cho bác chỉ còn 15k thôi, 15k. Đó. Đấy, ứng dụng rất đơn giản luôn. Tắm trà lưng silicon hai mặt, giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất. Thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đấy, nó bằng silicon mềm như này thì các bác dùng nó massage thư giãn rất là tốt và rất là sạch sẽ. Các bác chỉ cần treo lên là nó khô luôn. Nó rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ 15k thôi. Giá này là giá xả lỗ thanh lý ưu đãi cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kem đánh răng Hàn Quốc đây. Một lọ này của nó sẽ là 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Hàng của Hàn Quốc made in Korea. Đấy, hàng của Hàn Quốc made in Korea, mã tem mã vạch đàng hoàng. Giá sẽ là 40k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này nhá. 40.000 cho một lọ 112g, tỷ 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Con này thì chuyên làm trắng răng nhá. Bác nào răng ố, răng vàng thì đưa hết vào cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ô Nhật nhá. Ô Nhật thì nó sẽ về đủ màu, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Tên cho em là ô dù Nhật, giá sẽ là 80k. Các bác chỉ cần nhấp này nó sẽ bật ra này. Đấy. Nhấp như này nó sẽ bật ra cho em. Đó, nhấp này sẽ bật ra này. Nhấp này sẽ đẩy vào này, rất là tiện. Sau đó thì các bác sập cái này vào cho em. Nhấp này nhá. Tất cả cái này là đóng và mở đều phải nhấp hết nhá. Đây nó có hai mũi tên này. Mà bật lên và đóng xuống đều phải là nhấp hết nhá. Các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Đây, đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này. Lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. Rất tiện ích luôn, màu sắc thì đa dạng. Đấy, rất là nhiều màu. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Đây các bác xem màu này, màu của nó đây. Màu xanh, màu đỏ, màu ngẫu nhiên nhá, 80.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông nhá, bộ rổ vuông 90.000. 90.000 cho 3 đôi, tức là các bác mua chỉ mất đâu đó là vào 30.000 thôi. 90.000 cho 3 đôi, tức là vào chỉ mất là 30.000 cho một đôi thôi. Đó. Đây. 90.000, đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy. Đầy đủ combo cho bác luôn. Chất liệu của rổ của nó thì nó sẽ là nhựa mềm nhá. Nhựa mềm, nhựa nguyên sinh mềm. Đây, đấy các bác thấy không? Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Ấn nó thoải mái luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông nhá. Rổ vuông giá sẽ là 90.000. Rổ vuông này. Rổ vuông 90k cho một bộ như này. Đấy, 90k cho một bộ bao gồm là 3 đôi. 3 đôi nhá. Cứ combo cho em luôn. Combo cho em là 3 rổ 3 chậu. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là 3 rổ 3 chậu như này. Đấy, chất liệu của nó là nhựa mềm. Đập phá ném thoải mái cho em luôn. Đấy, đập phá ném thoải mái luôn. Nhựa silicon mềm, à nhựa nguyên sinh mềm, cực kỳ xịn sò luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái xịt xoang các bác nhá. Đấy, xịt xoang đây. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em là xịt xoang, giá sẽ là, con này em đang bán là 40.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 35.000 cho một lọ như này thôi. 35.000 cho một lọ xịt xoang như này. Các bác bị các bệnh về mũi kinh niên, ví dụ như là viêm xoang, viêm mũi dị ứng, mũi kích ứng, mũi do thời tiết này. Đấy, do môi trường khí độc này. Đấy các bác. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em, xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá thì sẽ là thanh lý cho các bác còn 35.000 một típ như này. 35.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Và mua, nếu các bác mua 3 lọ thì sẽ là 100.000 cho 3 lọ nhá. 100k là bằng 3 lọ này. Đấy, bằng 3 lọ. Và 35.000 cho một lọ luôn. 35.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất ưu đãi cho bác luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về một số cái mã hàng rất là hot, đặc biệt là bắt đầu vào mùa du lịch rồi. Thì bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu ba lô du lịch các bác nhá. Đấy, vali kéo, các bác lên cho em là vali kéo. Đó. Màu sắc thì rất là đa dạng luôn. Kích thước thì em sẽ đo cơ bản cho các bác xem. Và giá thì rất hấp dẫn nhá. Đấy, sẽ có hai loại, một loại cao cấp thì sẽ là 900.000 và loại bình dân hơn một chút thì cũng là 650.000. Loại 650.000 này cũng là một loại khá là chất lượng cho các bác rồi. Khá là chất lượng các bác nhá. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đấy, dẫm đạp thoải mái luôn các bác nhá. Dẫm đạp thoải mái luôn các bác này. Dẫm đạp đập phá thoải mái luôn. Đập banh banh xà banh các bác này. Dẫm đạp đập banh banh luôn, chỉ có đau tay thôi các bác nhá. Chỉ có đau tay thôi. Chất của nó thì cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Và giá thì rất hấp dẫn nhá. Đó, thì bên em có hai mẫu, một mẫu là 650.000 và một mẫu là 900.000. Đấy, đây. Đây em sẽ đo kích thước cho các bác xem luôn. Đấy, thì bên em sẽ bán theo cặp nhá. Đấy, cặp này thì nó sẽ là cặp bình dân này. Cặp bình dân thì giá của nó sẽ là 650.000. Chiều cho nằm xuống.
Đấy thì cái chiều ngang của nó sẽ là 40. Rồi chiều ngang 40 các bác nhá. Đấy chiều cao thì chiều dài của nó sẽ là 60 và chiều bề dày. Đấy bề dày của nó thì sẽ là 25 các bác nhá, 25. Đấy. Tiếp theo đấy là con to, còn đây là con bé này. Đấy em sẽ đo con bé cho bác xem. Con bé này thì chiều dài là 55. Đấy tính cả chân là 55 nhá. Đấy. Và chiều ngang này là 35, chiều ngang là 35. Ngang 35 và chiều dày của nó thì nó sẽ là 20. Thì khi mà bên em gửi cho các bác thì bên em sẽ bỏ con nhỏ và con to. Đấy, bỏ con nhỏ và con to. Hai con nó sẽ nằm vào nhau. Đấy thì nó sẽ là combo bên em bán theo đôi. Một đôi này thì đôi loại thường thì sẽ là đôi loại thường thì sẽ là 650.000, còn đôi loại VIP. Đấy loại VIP đây, đây là loại VIP này. Đấy. Kích thước thì nó như nhau thôi các nhá. Kích thước thì nó đều là như nhau hết. Kích thước thì đều là như nhau. Đây. Nhựa của nó là 100% là nhựa ABS nguyên sinh này. Đấy. Tay nắm hợp kim không gì các kiểu con là điểu luôn. Đây. Đấy, kéo ra rồi đẩy đi rồi xoay vòng các kiểu con là điểu luôn, rất là ngon nhá. Xoay này, đẩy đi này. Đấy. Rất là ngon luôn. Đó thì nó sẽ có cho các bác là mẫu VIP này thì các bác lên cho em là vali VIP thì sẽ là 900.000. Vali VIP là 900k nhá. Đó. Lấy cái bút lên ghi. Vali VIP thì sẽ là 900.000, còn vali thường thì sẽ là 650.000. Đấy thì đây, cái màu thường thì em cũng có mấy màu như này. Đấy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy em vừa đấy test sản phẩm cho các bác xem đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác xem đây. Đấy. Rất đạt thoải mái luôn các bác nhá. Đó, khoảng 13. Các bác có thể ngồi lên cũng ok luôn, không bao giờ lo hề hấn gì. Đó, đây. Đấy các bác thấy chưa? Tay nắm của nó này. Đấy rất là ngon lành luôn nhá. Kể cả loại thường và loại VIP này thì tay nắm đều bằng hợp kim hết nhá. Đấy, tay nắm đều bằng hợp kim nhôm hết. Cực kỳ ngon lành cành đào cho bác luôn. Đó, loại thường loại VIP như này, tay nắm đều bằng hợp kim nhôm hết, cực kỳ dày dẫn chắc chắn. Và bên em sẽ bán theo combo nhá, combo. Đấy nó sẽ bán theo đôi, từng đôi một. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là đôi loại thường và đôi loại VIP. Đấy thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đấy vali VIP thì sẽ là 900.000 cho một cặp. Đấy còn vali thường thì sẽ là 650.000 cho một cặp nhá. Đấy một cặp đôi. Đó thì đây là loại thường này. Đấy loại thường. Còn loại VIP thì là nó sẽ có cái bo đầu kiểu như này. Bo đầu kiểu này các bạn này. Đấy bo đầu kiểu như này các bạn này. Đấy loại VIP là nó sẽ bo đầu kiểu như này. Đấy còn loại thường thì nó sẽ cũng có bo đầu nhưng mà nó sẽ đây, loại thường thì đây. Loại thường thì nó sẽ bo đầu kiểu này các bạn này. Đấy bo đầu kiểu này. Đấy loại thường thì nó sẽ là bo tròn, còn loại VIP này thì nó sẽ bo khác hơn một chút thôi. Đấy nhưng mà cái về cái chất nhựa nhất của nó thì nó sẽ chất lượng hơn. Đó thì các bác muốn lấy mẫu nào thì có thể lên theo số điện thoại này của bên em các bác nhá. Đấy riêng cái hàng này thì hàng cồng kềnh thì các bác phải cọc tiền thì bên em mới gửi các bác nhá. Đó rồi ok. Hello chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô bếp từ này. Đấy, bếp từ hàng của thương hiệu Panasonic nhá, hàng thương hiệu Panasonic. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng Panasonic. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bếp và có tặng kèm các bác một cái nồi nhá. Đấy, có tặng kèm một cái nồi để đun, nhưng mà cái nồi này thì nó sẽ là nồi tặng kèm, cho nên là khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị móp hoặc là bị cong vênh thì các bác thông cảm thôi. Cái này là em không có bán nhá. Cái nồi này em nói thẳng luôn, nó là nồi tặng kèm. Đó là nồi em tặng thôi. Cái nồi này là em tặng thôi nhá. Tính cường lực như này thì các bác dùng để mình đun nấu thoải mái này. Nồi này khoảng 25 cm. Lên cho em là bếp từ nhá. Bếp từ này, bếp từ Panasonic này. Con này thì giá sẽ là 390.000 bao ship. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực này, mặt kính cường lực, hàng của thương hiệu Panasonic này. Đó, Panasonic. Cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy về nhà thì các bác chỉ việc cắm vào là sử dụng thôi. Con này thì cái phần dây của nó đều là bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn nhá, đồng đỏ au luôn. Rất ngon lành cho bác luôn, hàng thương hiệu Panasonic. Đấy, rất dễ sử dụng thôi, các bác chỉ cần đặt lên này là mình đun nấu thôi nhá. Lên cho em là bếp từ Panasonic nhá. Giá sẽ là 390.000. 390.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Công suất của nó là 2200W nhá. 2200W đây. Đấy. 2200W này sử dụng điện của nó là điện 220V nhá. Đấy, một chiều là 315 và một chiều là 390 nhá. Đấy. Thì cái chiều dài này của nó sẽ là 390, tức là gần 40 cm, và chiều rộng này của nó là 3m15 và chiều cao của nó là vào đi là đi. Chiều cao của nó sẽ là đây, tầm khoảng là 10 cm nhá, chiều cao khoảng 10 cm. Hàng của thương hiệu Panasonic này, nó rất ngon lành cho bác luôn. Giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có cho các bác là 390.000 thôi, 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là cái quạt xanh nhá. Đấy, quạt xanh, lên mã đeo là quạt xanh, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Con này chạm bằng pin, các bác mua về để mùa hè nóng được mà đề phòng là mất
mất điện thì các bác dùng con này cho em rất là tiện ích nhá. Có thể để trên bàn này để mình dùng ở bàn làm việc này hoặc là để đâu cũng được. Đấy, số của nó đây, công tắc đây các bác này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 2-3 số gì đấy thì tùy chỉnh các bác nhá. Đó. Cũng rất là mát luôn và có thể rút lên cao như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 40 cm và các bác có thể là gập lên gập xuống hoặc để như này cũng được này. Đấy, để ngửa này cũng được này. Hoặc là tùy theo tùy chỉnh các bác nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm sạc vào đây nhá. Cắm sạc vào đây cho em. Đấy. Quạt thì rất là mát. Đấy, thời gian chạy thì từ 3 đến 5 tiếng tùy theo các bác sạc nhá. Đó, giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh nhá, quạt xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con quạt xanh như này, giá của nó chỉ có cho các bác là một con quạt xanh như này. Giá của nó sẽ là 55.000 nhá. Lên cho em là quạt xanh này, giá sẽ là 55k cho một cái quạt xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái Các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn, dùng trong nhà bếp này. Đấy, dùng trong nhà bếp hoặc là các bác dùng ở đâu cũng được, nó rất là tiện ích. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái này. Đấy thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá, kéo thủ công. Con này thì bên em bán nó giá sẽ là 25.000 một chiếc. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công này. Kéo thủ công nhá. Đó. Kéo thủ công, giá của nó sẽ là 25k trên một cái nhá. Và bác nào mà các bác lên cho em là kéo thủ công nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng trong nhà bếp này hoặc là dùng cắt giấy này. Đấy, dùng thủ công làm thợ làm nghề này, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua gẹ đều ok hết. Đấy, và ở đây nó sẽ có phần lót cao su như này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, thép không gỉ này. Lên cho em là kéo thủ công. Con này thì bên shop đang bán là 25.000 một chiếc và các bác mua từ 5 chiếc thì sẽ là bằng 100k nhá. Đấy. 100.000 cho 5 cái luôn. Đấy, 5 cái nhá. Đấy. Mua sẽ là 5 cái là 100.000, 5 cái là sẽ là 100k. 100.000 5 cái, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 25.000 một cái nhá, 25.000 một cái. Lên cho em là kéo thủ công này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo bếp vàng này. Đấy, kéo bếp vàng. Con này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Con này thì nó sẽ to hơn một chút. Đấy. Nó sẽ to hơn một chút như này. Đấy, to hơn một chút như này các bác này. Đấy, to hơn một chút và chắc chắn hơn. Thì con này cũng là hàng của Nhật, thép SK5 đây. Con này thì sẽ là 30.000 một chiếc. Đấy, 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái. 100.000 cho 4 cái. Cái này thì sẽ rẻ đắt hơn một chút nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30k trên một cái nhá. Và mua 4 cái thì sẽ là bằng 100.000 nhá. 100.000 4 cái luôn. 100.000 cho 4 cái này các bác này. 100.000 cho 4 cái này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng cao cấp hơn một chút thì nó sẽ là cái con kéo khui bia đây, kéo khui bia. Ở đây thì nó có chức năng là khui bia đây này. Đấy, có cái phần này để khui bia này. Đấy. Thứ nhất là khui bia này, thứ hai là cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Đấy, thứ ba là kẹp cua gẹ này, mở nắp chai này rồi đánh vẩy cá này. Con này thì hàng đa di năng luôn. Đa di năng và dày dẫn hơn rất là nhiều. Dày dẫn hơn rất là nhiều cho nên là giá nó sẽ cao hơn một chút. Con này thì giá của nó sẽ là 75.000 một chiếc nhá. 75.000 một chiếc. Đấy, con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây con này. Đấy. Cắt rất là ngon luôn. Các bác cắt gà, cắt cá, cắt nem. Đây. Những cái dây bóng mỏng như này mà em còn cắt được các bác này. Đấy, dây bóng mỏng này còn cắt được các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Rất là ngon luôn nhá. Đấy. Cắt những cái dây bóng mỏng như này mà nó còn cắt đứt tức là nó rất là bén luôn các nhá. Rất là bén luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Rất bén luôn. Đó. Thì con này thì lên cho em là kéo khui bia nhá. Có cái phần đầu khui bia như này. Lên cho em là kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k. Kéo khui bia. Kéo khui bia nhá. Đấy, kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho con kéo khui bia như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là 65.000. 65.000 cho một bộ ba hũ gia vị như này. Đấy, nó sẽ có màu xám, màu xanh và màu hồng như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ ba hũ gia vị nhá. Giá thì chỉ có 65k thôi. 65.000 cho một cái bộ ba hũ gia vị như này, rất là ngon này. Mở nắp ra này, mở nắp ra có xìa cho các bác luôn nhá, có xìa như này. Hàng bằng nhựa nguyên sinh nhá, bằng nhựa nguyên sinh cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Có thìa này nhá, có sẵn thìa như này. Đấy. 65.000 cho ba cái hũ gia vị như này các bạn, rất là ngon. Các bác dùng thì rất là tiện, mình chỉ cần lấy tay mình hật lên như này là xong, không cần phải dùng hai tay nhá, chỉ cần một tay thôi, hật lên này là xong. Đấy. Lên cho em là bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị to đẹp như này. Hàng này hàng to nhá, hàng to. Đấy, hàng này của nó thì phải khoảng 250 ml nhá. Đấy, nhựa nguyên sinh các bác này.
Đấy, nhựa này là nhựa chuẩn cho các bác luôn nhá, nhựa nguyên sinh, nhựa chuẩn luôn. Đó, dùng thì cực kỳ an toàn, có khay để như này. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ ba hũ gia vị nhá, bộ ba hũ gia vị. Giá sẽ là 65.000, 65k cho bộ ba hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái móc dán tường nhá, 8.000 trên một cái và 20.000 ba cái nhá, 20.000 ba cái, còn bán lẻ sẽ là 8.000 một cái. Và mua từ 3 cái trở lên thì giá của nó sẽ là 20.000. Đấy. Về nhà thì các bác bóc ra, bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên cửa này, lên tường này hoặc là lên các cái phần bề mặt để các bác dùng để làm mình làm móc treo, nó rất là tiện. Các bác có thể treo đồ, treo đoàn, nói chung là đa di năng luôn. Hàng này của nó thì nó treo được tới 25 kg luôn nhá, tới 25 kg luôn. Đấy. Đây. Treo của nó là tới 15 kg các, 15 kg. Và các bác dán xong thì để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy đeo đồ nhá, để cho cái keo nó ăn với các hợp chất nhá. Đấy, keo nó ăn với hợp chất. Đấy thì con này thì các bác bóc ra dán để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy treo đồ lên để cho cái keo nó ăn. Đấy, quai của nó bằng inox như này thì các bác có thể dùng để mình để trong nhà bếp này, trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, hoặc là dán lên tường, nhưng mà tường sơn là sơn ngon nhá. Đấy, còn các cái tường mà không có bề mặt dính thì không được đâu các bác nhá. Lên cho em là móc dán tường 8.000 một cái và 20.000 cho 3 cái, 20.000 cho 3 cái móc dán tường như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là thớt tre nhá, thớt tre, giá sẽ là 70.000. Đấy, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thớt tre như này dùng cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Kích thước của nó đây, đấy, kích thước của nó thì một chiều của nó sẽ là 30 và một chiều này của nó sẽ là 24 nhá. Đấy, một chiều 30 gì đấy, một chiều 30, chiều 24. Đây em sẽ đo chính xác cho các bác. Giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi, 70.000 cho một con thớt tre như này. Con này thì rất tiện dụng luôn này các bạn. Đấy, chiều này của nó là đi 33, một chiều 33 và một chiều 24. Đấy, chiều 33 và chiều 24 nhá. Đấy, một chiều 33 và chiều 24. Hàng này thì rất là to các bạn. Đấy, dùng thì cực kỳ là đã luôn. Các bác có thể dùng để thái rau, thái dợ, thái thịt, thái đồ ăn sống, đồ ăn chín thì rất là ok nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là thớt tre này. Đấy, thớt tre rất là đẹp luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho cái thớt tre như này, 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ lục giác. Lục giác 7 màu nhá, lục giác 7 màu. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này thôi. 90k cho một bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 9 cây tất cả. 1 2 3 4 5 2 4 6 6 3 là 9, 9 cây như này. Đấy, bộ lục giác 7 màu như này rất là tiện cho các bác sử dụng. Hàng thì cực kỳ chất lượng, giá thì có 90k thôi. Các bác mà ra cửa hàng mà mua nó sẽ bán cho các bác khoảng 120 đến 150 nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật mà giá thì chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lục giác 7 màu, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Đây đây, nó sẽ là một cái cây sâm thịt như này. Thì con này nó giúp rất là tiện này. Các bác dùng để mình sâm thịt này, chế biến thịt này. Đấy, mình cái sâm như này là nó sẽ có lỗ đây này. Đấy, có lỗ đây thì các bác dùng để mình chế biến tẩm ướp gia vị và rất là ngon luôn. Đấy, sâm lên các phần bì, phần thịt của nó này. Giá sẽ là 25k nhá. 25.000 cho một cây sâm thịt như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là cây sâm thịt, giá sẽ là 25k cho một cái cây sâm thịt như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem bằng cơ nhá, thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, đây nó sẽ là một con thước kẹp gem như này. Và đây thì nó điều chỉnh bằng cơ, hàng của Nhật. Giá sẽ là 150.000 cho thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, chất liệu của nó là thép không gỉ, có thể đo mặt trong, đo mặt ngoài và đo chiều sâu. Đấy, con này thì nói chung là các tính ứng dụng thì các bác biết rồi. Đó, và hàng của Nhật độ chính xác cực kỳ là cao luôn. Đây, Japan các bác này. Đó. Giá sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là thước kẹp gem cơ này. Giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống khóa phanh đĩa nhá, khóa phanh đĩa. Đó. Con này thì đợt này về cho bác giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 40 cành cho một con khóa phanh đĩa như này. Con này thì rất là tiện này. Đấy, các bác chỉ cần là sập vào cái phần phanh đĩa của mình là xong. Đấy. Và chìa của nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể đeo vào chìa khóa của mình hoặc chùm của mình hoặc bỏ trên ba lô cũng rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k nhé, 40k cho một cái bộ khóa phanh đĩa như này. Đấy, bác nào có xe máy thì nên sử dụng cái này. Xe máy, xe đạp điện rất là an toàn luôn. Khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa này. Khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k thôi, 40.000 cho cái bộ khóa phanh đĩa như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu, giá sẽ là 70.000. Bắt đầu vào mùa nắng nóng rồi, các bác dùng cái này cho em rất là tiện này. Đấy, vào mùa nắng nóng thì hàng này sẽ là hàng thương hiệu Willing của Đức. Về nhà các bác bóc cái giấy bóng này ra. Đấy, vệ sinh sạch sẽ đi, sau đó thì bỏ vào ngăn đông cho em. Khi nào mình cần uống nước ngọt, uống rượu bia thì các bác cho vào cho em. Đấy, khi mình uống thì nó giữ được độ tinh khiết này, vừa giữ được độ tinh khiết này vừa
vừa là làm lạnh tốt này và giá rất hợp lý nhá. 70k cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này bao gồm là 6 viên. Đấy, 6 viên dùng thoải mái luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop phỏng vấn nhá. Hôm nay thì bên em về cho các bác cái mẫu quạt của bên em các bác nhá. Đó. Okay. Thì sẽ có cho các bác là hai dòng. Đấy. Và mỗi mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá. Đấy, cái mẫu con camel này thì nó sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Con camel này thì có màu trắng màu đen các bác nhá. Còn cái con quạt đồng này thì sẽ có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám này, màu đồng và màu ghi xám. Thì một là chọn màu, hai là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác, đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đầu tiên thì em sẽ test cho các bác cái con quạt màu đồng này nhá. Đấy. Nó sẽ có hai màu là màu đồng và màu ghi xám này. Đấy. Con bo mây nhá. Đấy đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là về nhà thì em gửi thì rời thì về nhà các bác lắp đặt nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, số 1 này. Đấy, có công tắc bật này các bác này. Đấy. Nó sẽ có số 1 đến số 5 và có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Đó. Đấy, đây em đang bật đây, đang bật đây các bác này. Đấy. Đây em đang bật là số 5 nhá. Đấy, số 1 là mạnh nhất các bác nhá. Đấy. Đấy, số 5 là mạnh nhất các bác này. Đấy, đây. Có thấy không? Đây. Đó. Cầm cho anh cái này tí nào mình này. Đấy, nó rất khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ có một là có cái công tắc này. Công tắc này là chức năng luôn các bác nhá. Công tắc này là chức năng luôn này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Thì các bác có thể tùy chỉnh nhá. Cái lưới này thì của nó là bằng thép và mạ màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, đây. Số của nó đây, công tắc đây các bác có thể bật tắt này. Đấy. Gió rất mạnh luôn các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, gió rất mạnh luôn. Đấy. Sức gió của nó rất là mạnh luôn. Đó. Các bác thấy chưa? Đó, rồi ok. Đó thì con này của nó thì dây của nó là 100% là lõi đồng hết nhá. Thông số của nó đây. Rất nặng luôn các bạn, rất nặng luôn. Đây. Đấy, quạt mạnh mẽ này. Công suất của nó là 1400W, điện 220V này, 50Hz này các bác này. Đó. Và có công tắc như này các bác nhá. Đấy. Đây, sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Huy Lâm. Đấy các bác nhá. Nó rất chất lượng cho các bác luôn. Thì con này thì nó sẽ là 1.600.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Nhận hàng thì các bác cứ lắp ráp rồi bật thử sau đó thì thanh toán tiền nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu đồng, hai là màu ghi nhá, màu ghi xám này. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Các bác lấy nguyên màu đồng thì lấy mà lấy màu ghi xám thì lấy nhá. Đó, con này thì sẽ là 1.600.000. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá, quạt đồng. Đấy thì có hai màu, quạt đồng này thì có hai màu, đó là màu màu đồng và màu ghi xám, các bác ấy muốn lấy màu nào lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con quạt của thương hiệu Camel nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là quạt Camel. Đấy, tất cả thì đều sử dụng điện 220V hết. Đấy, con này thì của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 số nhá. Đấy. Con này thì cũng rất là mát luôn và có tốc năng sau đây. Đấy. Con này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Con này thì nó sẽ là hàng dân dụng bình thường. Còn con to này thì các bác có thể vừa dùng công nghiệp, cỗ bàn, vừa dùng gia đình được. Tại vì nó có 5 cấp số luôn, cho nên là các bác có thể dùng tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Đấy, con này cũng rất là ngon luôn và gió rất là mát nhá. Đấy thì nó sẽ có số này là số mạnh nhất này, sau đó đến số 3 này, số 2 này, số 1 này. Đấy, và có hiện giờ nhá. Có hiện giờ đây thì nói chung là cũng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng thôi. Đó, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Con này thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Giá sẽ là 450.000 cho một con quạt Camel như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là cánh bằng, tất cả là cánh đều bằng nhôm hết nhá. Con quạt đồng này thì cũng là cánh bằng nhôm này. Đấy. Quạt đồng này cánh bằng nhôm và con Camel này thì cũng là bằng nhôm luôn. Đấy, cánh bằng nhôm cho nên là nó rất là nhẹ và gió nó rất là nhiều và dùng nó không bao giờ bị lo bị vỡ cánh như là cánh nhựa nhá. Đấy. Dòng cánh nhôm này thì dùng cực kỳ là chất và ngon lành luôn. Đó thì giá thì con này sẽ là 450.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Bao cho các bác là dây cuốn quạt đều là dây đồng hết nhá. Đấy, bao dây đồng các bác có thể kiểm tra. Đấy, bao dây đồng hết luôn. Đó, tất cả đều là dây bằng đồng nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ nặng
vào khoảng là vài cân thôi đấy, vào khoảng 3-4 cân gì đấy. Còn con này thì nặng lắm, con này thì nó phải hàng cả đế điếc của nó, tất cả nó phải hàng chục cân, hơn chục cân nhá, rất là nặng luôn đấy, con này thì rất là nặng luôn đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá. Quạt đồng thì có hai màu, màu đồng hoặc là màu ghi xám này. Còn con quạt camel này thì sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi, thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó là các cái mẫu quạt của bên em, rất mát luôn, gió rất mát luôn các bác nhá. Đó, chào các bác, đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em, mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô Atomat, hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng hai cầu chuẩn điện một pha 40A, hàng của nội địa của Nhật, made in Japan này. Made in Japan. Hàng này thì hàng đa di năng nhá, chống chập, chống giật, chống quá tải, chống cháy nổ, ok hết các bác nhá. Đó, hàng nội địa của Nhật đa di năng cho các bác luôn. Độ mới của nó thì vào khoảng là 90%. Độ mới khoảng 90%. Đấy. Con này thì chức năng của nó là chống chập, chống giật, chống quá tải đều ok hết nhá. 40A, điện 220V này. Đấy, dòng dò của nó là 30mA, chống chập, giật, quá tải rồi cháy nổ ok hết. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Giá sẽ là 180.000. Lên cho em đó là AD40A nhá. Đấy, các bác lên cho em là AD40A này. AD đại này, AD đại 40A. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con AD đại 40A như này. Tiếp theo thì bên shop về cho có con AD cóc 30A. Con này thì nó nhỏ bằng tầm khoảng 3 ngón tay. Đây, nó tầm này các bác này. Đấy, tầm này, 2 ngón tay như này. Đó, con này thì các bác chuyên dùng cho nóng lạnh, điều hòa, thông phòng các thứ, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Đấy. Đây, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, made in Japan, hàng nội địa của Nhật 30A. Dòng dò của nó là 15mA. Con này thì các bác dùng cho nóng lạnh, điều hòa hoặc là các cái phòng nhỏ này. Đấy, hoặc quạt đóng ngắt, đặc biệt là bình nóng lạnh cực kỳ an toàn luôn. Chống giật, chống chập, chống quá tải. Lên cho em là AD30A nhá. AD cóc 30A. Giá sẽ là 110.000 nhá, 110k. Đấy, 110.000 cho con AD cóc 30A như này. Đấy. Hàng độ mới của nó lên tới 95%. AD cóc 30A 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con AD chống AD đảo chiều này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng đảo chiều và công suất của nó sẽ là 63A. Hàng nội địa của Nhật nó sẽ có cho các bác là đảo chiều như này. Thì các bác có thể sử dụng hai công tơ này hoặc là sử dụng cho máy phát cũng rất là ok luôn. Nhà các bác có máy phát này mà các bác cần thì các bác chỉ cần đóng ngược lên ngược xuống này cho em, hoặc là nhà các bác sử dụng hai công tơ. Đấy, thì mình tiết kiệm điện thì nửa tháng mình dùng công tơ này, nửa tháng mình dùng công tơ kia là ok. Đó. Các bác lên tên là AD đảo chiều 63A nhá. AD 63 AD đảo chiều này. AD đảo chiều. Đó, lên cho em AD đảo chiều 63A. 63A giá sẽ là 110k nhá. 100 Lên cho em AD đảo chiều 63A, giá cũng 110.000 luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kẹo chuột nhá, 30.000 cho một lọ như này. Hàng này thì siêu nhạy cho các bác luôn. Đấy, hàng này siêu nhạy luôn. Chuyên trị chuột nhà, chuột đồng, chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột đàn, chuột nhắt đều ok hết. Và dòng này của nó thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan, thị phần số 1 của Thái Lan luôn. Đây các bác này, đấy, Bangkok Thái Lan này các bác này. Đó, đây. Bangkok Thái Lan các bác này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Các bác chỉ cần là rác ra các cái khu vực nào mà chuột nó hay qua lại hoặc là nó trú ẩn là nó sẽ ăn luôn nhá. Cái dòng này của nó thì một con đến ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đấy, và nó sẽ là cái viên kẹo màu hồng như này thì nó sẽ rất là thu hút cái con chuột nhá. Đấy, lên mã giúp em là kẹo chuột, giá sẽ là 30k cho một lọ kẹo chuột như này, một hộp như này. Lên nha, mà kẹo chuột này, kẹo chuột giá sẽ là 30k. Các bác để cất đi tránh xa tầm tay trẻ em nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận nhá. Đèn học chống cận, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Con này thì nó sẽ có sẵn một dây sạc này và nó sẽ có sẵn pin rồi. Đây. Đấy, của nó là 1A này, 2W đến 10W này, công suất của nó là 2W đến 10W, 3,7V. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn đây các bác này. Đấy, cảm biến này. Đây các bác nhá. Rất tiện ích luôn. Có 3 chế độ. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đấy, đồng nghĩa với việc là ánh sáng trắng, ánh sáng vàng và ánh sáng trung tính nhá. Rất là tiện luôn. Đấy các bác theo, rất là sáng này. Đấy. Thì các bác có thể gấp qua gấp lại như này để cho các em nó học bài này, đọc sách này, vừa là chống cận này, vừa là rất là tiện ích luôn, mà có cả cái giá đỡ để các bác dùng thì mình sử dụng thì mình đựng hộp bút luôn, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có cho các bác là 100k tròn thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận, giá sẽ là 100k nhá. Đèn học chống cận 100k. Đấy, 100k cho con đèn học chống cận như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái lô đó là cái máy mài dao các bác này. Cái mài dao ba khe, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì chuyên dùng để mài dao
rất là ok. Đây, hàng của thương hiệu Katashiwa. Katashiwa made in Japan nhá. Đó, Katashiwa made in Japan. Tên cho em là mài dao ba khe đỏ nhá. Mài dao này. Mài dao ba khe đỏ. Giá sẽ là 130k nhá. 130.000. Cho con mài dao ba khe đỏ như này, 130k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng 5 tầng nhá. Đấy, đây, đây sẽ là một con cặp lồng 5 4 tầng luôn, bao nhiêu đấy? Cặp lồng 4 tầng 80.000. Đấy, tính ra là nó sẽ có 4 cái âu như này. Đấy, các bác có thể sử dụng dài hoặc là sử dụng theo kiểu là theo kiểu cặp lồng như này được. Đấy, có 4 cái âu như này rất là tiện này. Thứ nhất là dùng làm bát ăn cơm này, thứ hai là dùng để mình đi du lịch này hoặc đi học, đi làm, đi công tác thì các bác đựng thực phẩm ở đây. Inox 304 nhá. Mỗi cái này thì dung tích của nó vào khoảng là 200ml các bác nhá, 200ml. Đây. Con này dung tích của nó tổng thể sẽ là 2.8L này, 2.8L. Đấy. 2.8L tức là mỗi cái là tính cả vỏ là đi 47 là 28, còn là cái phần đựng của nó thì chắc là vào khoảng là 200 đến 250ml, rất là tiện luôn. Từng ăn một thế này, các bác cứ sập luôn là xong. Đấy, mình có thể dùng để mang đồ ăn đi làm, đi học, đi công tác này. Đấy, có khoai sách này rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, các bác cứ sập cái khoai này vào cho em. Này rất là chắc luôn. Đó, và rất chắc nhá, giữ nhiệt tốt luôn cho các bác nhá. Đó. Đây, các bác sập cái lẫy này vào này. Đây nó có cái lẫy này, các bác đặt sập kỹ vào cho em. Đó, đây. Đây cái này em sập nó chưa vào lẫy nên là nó bật ra. Đấy các bác thấy không? Cực kỳ chắc chắn luôn. Quai sách như này, 4 tầng luôn. Đấy, ở đây có cả van xả hơi này, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 80k nhá. Dung tích của nó là 2.8L cả vỏ này. Đấy, lên cho em là cặp lồng 4 tầng nhá. Cặp lồng 4 tầng này. 4 tầng, giá sẽ là 80k cho một cái cặp lồng 4 tầng như này. 80.000 cho một chiếc thôi. Giá cực kỳ là ưu đãi và tốt cho bác luôn. 80k trong cặp lồng 4 tầng như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái đũa. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đấy, một là đũa của Nhật hay là đũa của Hàn Quốc này. Đũa của Nhật này thì giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, 40k cho một vỉ đũa 10 đôi như này. Hả? Các bác lên cho em là đũa Nhật nhá. Một vỉ là 10 đôi như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Đũa thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy. 40.000 vỉ 10 đôi, lên cho em là đũa Nhật này. Đấy, đũa Nhật. Giá sẽ là 40k trên một vỉ bao gồm 10 đôi như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái đũa Hàn Quốc mạ vàng này. Đây. Rất là đẹp luôn. Con này thì giá sẽ mềm hơn một chút, giá của nó sẽ là 30.000. 30.000 trên một vỉ cũng bao gồm 10 đôi luôn. Đây. Đấy, đầu của nó mạ vàng rất là đẹp này, chất liệu cũng được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc cho các bác này. Đấy, rất là ngon lành nhá. Con này thì các bác dùng rất là ok luôn, sang xịn mịn cho các bác luôn. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm cũng là 10 đôi luôn và cái giá thì chỉ có 35.000 thôi. 35.000 cho một vỉ như này, hàng của Hàn Quốc này. 35.000 cho một vỉ đũa Hàn Quốc rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Nên mã giúp cho em đó là đũa Hàn nhá. Đấy. Đũa Hàn giá của nó sẽ là đũa Hàn mạ vàng, giá sẽ là 35k nhá. 35k trên một vỉ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ấm pha trà nhá. Con này thì em đang bán là 110.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k trong con ấm pha trà như này thôi. Lên mã cho em là ấm pha trà giá sẽ là 100 cành. Ở đây thì nó sẽ có cái phần lưới lọc như này. Các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê. Đây, các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại hạt hoặc các cái loại lá vào đây mình pha này. Hoặc các bác có thể cho trực tiếp vào bình như này cũng được. Đấy, thì cái lưới này nó sẽ giữ lại ở trong rồi. Các bác yên tâm sử dụng. Đấy, xoáy vào cho em này. Đấy, và khi các bác bấm này là rót nước ra. Đấy, hàng bằng inox 316 bên ngoài sơn tĩnh điện sáng bóng này. Đấy, có lót đế chống cao su, chống trơn trượt này. Giá thì cực kỳ ưu đãi cho bác luôn nhá. Đấy, lên mã cho em là ấm pha trà 1 lít. Đấy, ấm pha trà dung tích là 1 lít nhá. Đây, đấy, dung tích là 1 lít các bác này. Đây. 1 lít các bác này. Đấy, 65ml, 1.000 lít này. Đấy, 1.000ml. Lên cho em là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà. Con này thì đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 100k trong con ấm pha trà này thôi. Độc có 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ép tỏi nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi này. Đấy, con ép tỏi này thì giá sẽ là 110.000, hàng thương hiệu Winling của Đức, inox 304 sáng bóng đẹp. Đây, cái phần lỗ này của nó rất là dày và nó đẩy lồi ra này thì khi các bác ép là nó sẽ nhân, nó sẽ lồi hết ra khỏi cái lỗ này thì nó sẽ rất là tiện khi mà các bác sử dụng nhá. Con này thì các bác lên cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi, giá sẽ là 100k trong con ép tỏi như này, 100.000 trong con ép tỏi như này. Giá rất là tốt và vừa vặn tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi, giá của nó sẽ là 100k. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên em cập nhật rất nhiều mã hàng mới luôn. Thì em lên video trân trọng gửi tới các bác nhé. Đầu tiên thì bên shop về cho bác một cái mẫu đồng hồ Nhật này. Đấy, đồng hồ Nhật thì nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, hai màu, màu vàng và màu trắng như này.
Đấy, cái này thì các bác lên cho em là đồng hồ con này thì các bác lên cho em là đồng hồ VIP nhá, đồng hồ VIP này. Đấy, đây lên mã giúp cho em là đồng hồ VIP nhá, thì nó sẽ có là VIP vàng và VIP bạc. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào mẫu nào thì lấy hai màu như này, giá thì đều bằng nhau, chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con đồng hồ VIP như này thôi. Hàng này thì sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ cao cấp cho bác luôn, hàng của Nhật đây các bác. Đấy, tem mác chữ Nhật hết các bác này, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và đây thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu mặt sapphire cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, mặt sapphire cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP nhá, VIP vàng và VIP bạc. Đấy thì có hai màu như vậy, rất đẹp cho các bác luôn. Đồng hồ chạy bằng pin nhá, VIP vàng và VIP bạc. Giá sẽ là 150.000 một chiếc. Đấy, 150.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP này. Đấy. Đồng hồ VIP nhá, thì nó sẽ có hai mẫu, đó là VIP vàng và VIP bạc, giá sẽ là 150k nhá, 150.000 một chiếc. Đấy. Giá chỉ có 150.000 thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn, 150k cho một con đồng hồ như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đồng hồ điện tử này. Đây. Con này thì đấy, nó sẽ là một cái dòng đồng hồ điện tử nhỏ gọn như này. Đấy, và con này thì nó sẽ có sẵn pin cho các bác rồi, có sẵn pin bên trong rồi, về nhà hết pin thì các bác lại thay pin cho em thôi. Nó rất là đơn giản thôi nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ điện tử nhá. Con này thì giá của nó sẽ là đây. Đấy, giá của nó sẽ là 50k cho một con đồng hồ điện tử như này, 50.000 cho một con đồng hồ điện tử như này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn. Đó, con này thì giá chỉ có 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ điện tử. Giá sẽ là 50.000 các bác nhá. Đấy, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm khác, đó là một con đồng hồ T8 nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ đều ok hết này. Bỏ anh con ra này. Con này thì các bác có thể dùng để mình đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ đều ok hết. Con này thì giá nó sẽ là 170.000, 170.000 trong con đồng hồ như này. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Đấy, còn con này thì con này của nó thì nó bằng nhựa thôi. Con này thì bằng nhựa thôi nhá. Giá chỉ có 50k thôi. Đó, 50.000. Còn con này thì nó sẽ là khung xương của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Quai của nó đây, quai đeo đây và có đốc sạc nhá. Con này thì nó sẽ là dòng sạc pin. Đấy, có đốc sạc như này. Và con này thì giá sẽ là 170.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ T8. Giá sẽ là 170k cho em đồng hồ T8 như này. Rất ngon luôn các bác này. Đấy. Dòng này thì về nhà các bác sạc pin nhá. Đấy, ví dụ như là nó hết pin thì về nhà các bác nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, hết pin về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8. Giá của nó sẽ là 170.000 cho con đồng hồ T8 như này. Đấy. Thì bên shop tiếp tục về cập nhật một số các cái mẫu đồng hồ mới để gửi tới các bác nhá. Con này thì đồng hồ T8 này. Đấy. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k nhá, 170k. Đó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về một cái lô kính mắt của Nhật này. Đấy. Các bác lên cho em là kính mắt của Nhật nhá. Đấy, bao gồm là một kính này, một khăn lau và một hộp đựng như này. Đấy. Giá thì sẽ là 100k nhá. 100k một chiếc thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, hàng của hãng cực kỳ là ngon cho các bác luôn này. Đấy, lên cho em là kính mắt nhá. Đấy. Con này thì có cả chức năng đổi màu luôn các bác nhá. Đổi màu luôn các bác theo. Đó. Kính mắt khung gọng cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. Khung thép rất chắc chắn nhá. Có chức năng đổi màu cho các bác này. Đeo vào thì cực kỳ chất và xịn sò luôn. Đây em sẽ đeo vào cho các bác xem nhá. Cực kỳ là chất luôn. Đây các bác này. Đó. Đây. Rất chất lượng các bác nhá. Đấy, đeo vào có chức năng đổi màu luôn các bác nhá. Đấy, đổi màu luôn. Phù hợp với ví dụ như các bác đi trời nắng thì nó sẽ phủ màu cho các bác, còn là trời bình thường thì nó sẽ lại về màu bình thường. Cho nên là các bác nhìn không bao giờ lo sợ bị tối nhá. Đấy, có chức năng đổi màu luôn, rất tiện ích. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 100. Lên mã giúp cho em đó là kính mắt nhá. Kính mắt giá sẽ là 100.000 cho một chiếc như này. Đấy, 100.000 cho một chiếc như này. Có hộp hiếc đàng hoàng, có chức năng đổi màu cho các bác luôn, hàng xịn sò nhá. Bao chất lượng cho các bác luôn. Hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và giá thì rất hợp lý nhá. Giá chỉ có 100k thôi. Đấy, đây, có hộp bao đựng như này, rất xịn sò cho các bác luôn. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy. Lên cho em là kính mắt nhá. Đấy, kính mắt giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sáp ô tô nhá. Sáp ô tô thì lâu lắm rồi bên shop mới lại có hàng về. Giá thì sẽ là 40k cho một hộp như này. 40.000 cho một hộp như này, về nhà các bác xoáy ra cho em này. Đấy, xoáy cái nắp này ra này. Xoáy cái nắp này ra, sau đó thì đây. Các bác xoáy cho em cái nắp này ra, sau đó thì bóc cái niêm phong này ra cho em là xong. Đây, cái nắp này nó sẽ hơi khó xoáy một chút đây. Các bác giật cái nắp này ra cho em.
Đấy, đây sẽ có cái nắp các bác giật ra, xong bóc cái niêm phong này ra, sau đó thì mình để trên ô tô rất là thơm luôn. Ngoài để ô tô thì các bác có để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, cái thứ đều rất là thơm. Đấy, sáp ô tô của Nhật hương hoa tự nhiên rất là thơm nhá. Lên cho em là sáp ô tô, giá của nó sẽ là 40k cho một lọ sáp ô tô như này nhá, 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm, đó là cái móc khóa các nhá. Đây đây nó sẽ là một cái móc khóa như này con này. Đấy, lên mã giúp cho em là móc khóa này. Đấy, con này thì các bác dùng để mình đeo chìa khóa này. Đấy, dây của nó thì bằng da như này nhá, dây bằng da này, móc rất là ngon luôn. Giá sẽ là 20k nhá, 20k. Đấy, lên cho em là móc khóa nhá, giá sẽ là 20.000 một chiếc đó. Lên cho em là móc khóa này đó, móc khóa giá của nó sẽ là 20k cho một chiếc móc khóa như này nhá, 20.000 cho một chiếc móc khóa như này. Con này thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn, 20.000. lên cho em là móc khóa, giá thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn, 20k cho một em móc khóa như này, giá cực kỳ hạt rẻ luôn nhá. Lên cho em là móc khóa, giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái mẫu đèn vàng nhá. Các bác lên cho em là đèn vàng, giá sẽ là 175.000 cho một con đèn vàng như này. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn siêu sáng luôn này các bác này. Đấy, công tắc của nó đây, đèn siêu sáng luôn. Phương ơi, tắt điện cho anh tí. Đây, em test trực tiếp cho bác xem luôn. Dập cầu dao đi. Đấy, dập cầu dao, dập cầu dao. Đấy, đây các bác này. Đấy, đây em test cho bác xem. Đấy, các bác thấy không? Chế độ sáng mạnh, sáng vừa này, đèn vàng nhấp nháy này, đây. Đấy, đây. Cả một không gian như này các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, đây nhá. Đây em bỏ ra rất tối luôn nhá. Đây. Đấy, các bác thấy chưa? Cả không gian như này đi đâu sáng ở đấy nhá. Đấy, thấy chưa? Rất ok luôn. Rồi. Đấy thì bật đi. Con này sẽ là 175.000 nhá, 175.000. Lên mã giúp cho em là đèn vàng này, có nam châm hít này, cái này hình như nam châm hít thì phải này. Đấy. Có cổng sạc ra cho điện thoại này, có cổng sạc ra cho điện thoại này. Đấy. Nút nguồn này, có tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, và có hệ thống 4 đèn LED như này. Tiêu chuẩn kháng nước IP66 luôn. Đấy, IP66 nhá. Con này thì giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, rất sáng quá. Sáng chói chang luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ vào khoảng là đi 300W nhá, 300W. Đấy, có kèm cho các bác một cái chân cáp sạc như này thì các bác có thể dùng để sạc trực tiếp này hoặc dùng qua cái tấm pin năng lượng mặt trời cũng đều ok. Và có cả quai đeo như này, các bác có thể dùng mình đeo lên nhá, rất là tiện luôn. Đó. Con này thì mình đề phòng mất điện này, hoặc là ăn cơm ăn nước này, hoặc các bác dùng các công việc đều rất là tiện luôn. Có báo pin này và có cả tấm pin năng lượng mặt trời này, rất là tiện. Đề phòng mưa gió bão bùng mất điện rất là tiện luôn. Đó. Có cả cái quai đeo rất là tiện này để cho các bác sử dụng này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn, 175.000 nhá. 175k. Lên mã giúp cho em đó là đèn vàng nhá, đèn vàng. Giá sẽ là 175.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái ba lô da này là bao nhiêu đấy? 130.000 cho một em ba lô da như này nhá. Lên cho em là ba lô da nhá. Giá sẽ là 130.000 một chiếc này. 130.000 cho một chiếc ba lô da như này. Con này rất đẹp luôn, qua thấy không? Đây, rất đẹp luôn này. Đó, rất đẹp luôn, một con ba lô da cực kỳ xịn sò luôn. Có một ngăn để các bác bỏ giày đây. Giày dép thì các bác bỏ vào đây cho em. Đấy, một ngăn này các bác bỏ giày dép vào đây cho em này, rất tiện luôn nhá. Đấy, ngăn này là chuyên để giày dép các bác thục vào cho em. Đấy, bỏ vào túi bóng cho đó, mình bỏ vào cho nó sạch này. Và một ngăn to này. Một ngăn to như này các bác này. Đấy, một ngăn to như này. Đấy, ngăn to. Đấy, bên trong thì có một cái ngăn nhỏ nhá và một ngăn khóa ở bên hông này. Đó, rất tiện ích nhá. Quai đeo, quai yếc đàng hoàng, quai đeo cực kỳ xịn sò luôn. Quai đeo đây. Đấy, quai sách này, rất xịn sò luôn nhá. Lên cho em là bao lô da nhá, bao lô da. Kích thước của nó là một chiều là khoảng là 50 và một chiều 20 nhá, 50 20, rất là to luôn. Đấy, lên cho em là bao lô da. Giá sẽ là bao lô da, giá sẽ là 130.000 nhá, 130k cho một con bao lô da này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái chuông cửa nhá. Con này thì rất tiện luôn. Giá sẽ là 145.000 cho một cái bộ chuông cửa như này, có miếng dán cho bác để các bác dán vào tường này. Con này thì các bác cắm vào điện nhá, cắm vào điện để trong nhà này. Đấy, cắm điện để trong nhà. Đấy, lên cho em là chuông cổng nhá, chuông cổng. Đấy, chuông cổng. Và đây là cái công tắc điều khiển này. Đấy, các bác chỉ cần bấm này là nó kêu này. Rất tiện các bác nhá. Cái cục này thì các bác cắm vào điện trong nhà cho em để có khách họ đến, thì còn cái này các bác dán vào ngoài cửa nhá. Đấy, có khách đến là họ bấm cái chuông này là mình trong nhà mình biết này. Đấy. Rất tiện luôn nhá. Tầm xa của nó thì được vào khoảng là từ 3 đến 40 mét. Đấy thì nói chung là thoải mái luôn. Nhà các bác là cũng cùng lắm là đến 3-40 mét là cùng nhá. Đó, 3-4-50 mét là cùng. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 145.000 cho cái bộ chuông cửa như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là chuông cửa. Giá sẽ là 145.000. 145k cho cái bộ chuông cửa như này. Đó.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con khóa rất tiện ích luôn, bao gồm cho các bác là một khóa này, một khóa và một cái bộ chìa rãnh như này. Đấy, một khóa một bộ chìa rãnh như này, giá sẽ là 100k các bác này. Đấy, có người động vào là nó sẽ hú lên nhá, còn bình thường các bác đảo chiều đi là xong. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nhá. Con này trước em đang bán 100, đợt này về cho bác giá chỉ còn 80k thôi. Có người chạm vào nó sẽ kêu này. Đấy, tiện chưa có thấy không? Rất tiện nhá. Đấy, giá sẽ là 80.000 cho một con khóa chống trộm như này. Con này thì con này rất là tiện ích luôn để các bác sử dụng khi mà mình đi ra ngoài này. Đấy, hoặc là mình không có ở nhà này. Đấy, cảnh báo chống trộm, có trộm vào cái là còi nó sẽ hú lên thì rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm, giá sẽ là 80.000 cho một con khóa chống trộm này thôi. 80k, giá rất hợp lý cho bác luôn nhá. Đó, 80.000 cho một khóa chống trộm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa nhá. Cái thước móc khóa con này thì các bác dùng để mình treo vào cái móc khóa của mình thôi, rất là tiện luôn. Đó, để treo vào móc khóa cho em rất là tiện. Giá thì sẽ là 50k cho một con thước móc khóa như này. Kích thước của nó sẽ là chiều dài là 2m, chiều rộng của bản là 6mm nhá. Đây. Đấy, các bác có thể xoắn vào này, rất là tiện luôn nhá. Đó, thấy chưa? Đấy, chiều dài tổng là 2m, hàng nội địa của Nhật nhá. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn này. Đây. Một con kéo cắt tôn như này cũng rất là tiện các bác này. Đấy, để mình sử dụng này. Đây. Đấy thì khi các bác cắt tôn thì mình cứ đưa vào đây cho em. Đó, nó nghiêng 45 độ như này thì khi các bác cắt thì không sợ cái tôn nó đâm vào tay. Tại vì tôn nó sẽ nằm ở dưới như này là các bác cứ đẩy đi cho em xong. Đó. Giá sẽ là 130.000 cho một con kéo cắt tôn như này nhá. Đấy. Lên cho em là kéo tôn trợ lực, giá sẽ là 130.000. Đó. Kéo tôn trợ lực 130k. Kéo tôn này. Kéo tôn trợ lực 130k nhá. 130k cho em kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm bạc FO đây. Kìm bạc FO, giá sẽ là 100 cái kìm bạc FO này bao nhiêu đây? Đây. Con này thì 180.000 nhá, hàng nội địa của Nhật đây, Japan các bác này. Đó. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Các bác có thể dùng để tuốt dây, bấm cốt, cắt dây, xoắn dây đều ok hết. Hàng đa chức năng 5 trong 1 luôn. 180.000 cho một con kìm, một con kìm bạc FO như này nhá. Đấy, 180.000, chiều dài 22 cm. Lên cho em là kìm bạc FO, kìm bạc này. Kìm bạc FO 180k. Đó, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây sạc béo này. Đây. Đấy, dây sạc béo như này. Rất là to, dày dẫn chắc chắn và có đèn báo cho các bác luôn. Đây, có đèn báo nhá, ở đầu này nó sẽ có đèn báo này. Đấy, cắm vào đèn báo sáng như này rất là tiện này. Đây các bác thấy không? Đây, đấy, đèn báo rất là sáng luôn. Thì khi các bác dùng mà mình muốn xem là đầu dây có điện hay chưa thì chỉ cần cắm vào cho em là xong, rất tiện nhá, sáng lắm. Đây các bác này, đó, có đèn báo. Dây dày dẫn chắc chắn, lõi to. Đấy, lõi to rất chắc chắn nhá, chống đứt chống rối nhá. Giá sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em đó là sạc béo nhá, giá sẽ là 50.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là sạc béo này. Sạc béo giá sẽ là 50k. Rồi ok các bác nhá, 50.000. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mũi hộp khoan tháp đỏ nhá. Hộp khoan tháp đỏ này. Đấy. Lên cho em là mũi khoan tháp đỏ. Hộp này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 cho một hộp khoan tháp đỏ như này. Hộp này sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazo gen. Vừa mũi khoan vừa là lấy gen luôn các bác này. Đấy. Vừa khoan vừa tazo gen luôn. Combo cho các bác một hộp như này bao gồm cho các bác là 6 mũi nhá. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tazo gen. Khoan tháp nhỏ nhất thì nó sẽ là 412 này. Đấy, rồi 432 và 420. Đó. Thì chất liệu của nó là thép gió phủ titan, hàng cực kỳ siêu bền sắc bén cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là khoan tháp đỏ nhá. Đấy. Khoan tháp đỏ. Hộp nó đỏ như này lên là bên em đặt là khoan tháp đỏ nhá. Khoan tháp đỏ giá sẽ là 110k nhá. Ngoài ra thì bên shop có một cái mẫu đó là cũng là mũi khoan tháp, thì cái này nó là 5 mũi kèm một cây lấy dấu luôn. Đấy, thì cái này nó sẽ là nguyên khoan tháp thôi và có kèm một cây lấy dấu các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là 5 mũi khoan. Đấy, cái này thì nó thiên về 5 mũi khoan và kèm một cây lấy dấu này. Đấy. Thì các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu nhá. Đấy, thì đây các bác này. Đây, cái lấy dấu này rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần là bấm này là có dấu này. Đấy, thì các bác làm thợ làm nghề các bác biết rồi. Đó. Dập này là có dấu luôn này, dấu rất là to này các bác này. Đấy, em dập cho các bác xem nhá.
Đấy, đây, dấu rất là rõ các bạn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì cái này các bác dùng để mình lấy dấu, đánh dấu trước khi mình khoan hoặc là mình đục. Đấy, rất là ok. Thì nó cũng có cho các bác là mũi đầu tiên nó sẽ là 4 đến 12 này. Đấy, rồi to nhất sẽ là 432. Chất liệu của nó thì vẫn là thép gió phủ titan nhá. Cực kỳ sắc bén các bác luôn. Hàng của Nhật này, Unica này. Đấy, Unica Japan nhá. Thì các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này. Hộp 5 mũi này. 5 mũi kèm lấy dấu nhá. Hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này. Kèm lấy dấu nhá, giá sẽ là 180k nhá. 180k cho một hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu như này các bác này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Một bịch này của nó thì nó sẽ được vào khoảng là tầm 30 chiếc các bác, 30 chiếc. Và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng bằng cái giấy như này, bằng cái khăn ướt như này và có tẩm sẵn cho các bác là các cái chất tẩy rửa luôn để các bác mình vệ sinh giày dép nó rất là tiện và sạch sẽ nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một bịch giấy lau giày như này. Lên cho em là cái giấy lau giày này bao nhiêu đấy? Giấy lau giày nhá. Lên cho em là giấy lau giày. Giấy lau giày. Giấy lau giày giá của nó sẽ là 20k trên một bịch nhá, và các bác nào mua từ 3 bịch trở lên thì sẽ là 50k. 3 bịch là bằng 50k, giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. 3 bịch 50.000. Thật ra đây là chiếc giấy ướt thần kỳ để lau giày các bạn ạ. Đối với mình thì đây là một cái phát minh cấp tiến của nhân loại dành cho những người lười. Giày bị bẩn bong chốc các bác lau sạch luôn. Nó có cái lớp bọt như này này, là do cái dung dịch tẩm ở trong đấy đấy. Xong rồi mình lấy một cái khăn khô mềm để mình lau lại để cho nó khô đi. Kể từ khi mà mình biết được cái giấy ướt lau giày này, kiểu cuộc đời của mình bước sang một trang mới luôn các bạn ạ. Rất là tiện các bác nhá. Mọi người có thấy nó giống một cái gói giấy ướt bình thường không? Nhưng thật ra đây là đi chơi mà đánh giày thế này là bao giờ xong. Đấy. Khăn lau giày đa năng là cứu cánh cho những lớp giày bẩn mà chúng ta muốn sử dụng luôn như đi. Đấy, rất tiện luôn. Đi chơi vân vân, làm sạch nhanh chóng mà không cần rửa nước hay vật dụng nào hỗ trợ. Chất liệu từ thiên nhiên an toàn cho da. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồ da nhá, đồ da. Hàng da bò của Mỹ. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, một màu đen và một màu nâu. Đấy, màu đen màu nâu như này. Chất liệu của nó thì da bò tự nhiên, hàng da bò nguyên miếng cao cấp. Đây là cái mặt của nó này, mặt của nó thì rất là xịn luôn. Mặt của nó sẽ là mặt đúc liền nguyên khối này các bạn này. Mặt đúc liền nguyên khối này dùng cực kỳ là đã luôn các bạn. Dòng này thì dùng miễn chê luôn, bền vĩnh cửu luôn. Các bác chỉ cần dùng nó cũ quá thì mình vứt đi thôi chứ không bao giờ hỏng được. Mặt của nó là mặt mạ vàng này, tráng gương mạ vàng đẹp này, tráng gương mạ vàng 18 carat cực kỳ đẹp luôn. Đúc liền như này và dòng con lăn rất là dễ sử dụng nhá, không lo hỏng nhá. Đó, và cỡ nào cũng vừa, thích thả bao nhiêu thì thả nhá. Hàng của Mỹ này, đấy, made in USA. Đó, giá thì bên shop đang cập nhật gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 nhá. 190.000 cho một con thắt lưng da bò Mỹ như này. Cái này 190 đúng không? 190.000 thắt lưng da bò Mỹ nhá, hàng tuyệt phẩm cho các bác luôn. Thắt lưng da bò Mỹ 190.000. Các bác muốn lấy màu đen thì lấy màu nâu thì lấy. Chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá, da bò nguyên miếng tự nhiên. Đây, thì để xác minh là sao là nguyên miếng tự nhiên thì đây các bác này, đấy. Hai cái nó đã không bằng nhau rồi các bác này. Đấy, hai cái không bằng nhau. Tức là khi mà người ta cắt ấy là nó theo từng thớ một, nhưng mà chiều dài của nó thì dài nhất vẫn là khoảng là ngắn nhất là khoảng 1m1 và dài nhất thì khoảng 1m2, 1m3. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví da bò này. Đấy, đây, ví da bò cũng là hàng của Mỹ luôn, made in USA nhá, hàng nguyên miếng như này. Đấy, cũng là 100% da bò tự nhiên. Các bác có thể đốt thoải mái nhá, đốt thoải mái cho em luôn, không có hề ấn gì luôn. Đó, cứ đốt trực tiếp vào cái chỗ phần giữa, anh em đừng đốt vào chỉ, nó cháy chỉ thôi nhá. Đó, vì ví thì cực kỳ là mỏng nhẹ thì các bác dùng nó không bị cạnh. Đây, da bò này các bác này. Đấy, da bò nguyên miếng nó phải như này, các bác thấy chưa? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Lên mới giúp cho em là ví da bò nhá. Ví da bò này. Ví da bò 120k một cái. Đấy, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia ghế hơi các bác này, ghế hơi. Thì đây nó sẽ là một con ghế như này. Chất liệu của nó là bằng da lộn này. Các bác này. Đấy, nó sẽ là bằng nhung lộn rất là đẹp luôn. Con này dùng thì cực kỳ là thích. Đấy, và các bác bơm lên thì con to thì nó sẽ là cao 86 này. Sâu là 1m22 này và rộng là 98 cm, gần 1m. Còn con nhỏ này thì nó sẽ là 55 và 26. Đây, hai con như này luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. 350.000 cho một con ghế hơi như này thôi. Cái này khi bơm lên nó sẽ to như này luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy, rất tiện nhá. Các bác có thể dùng để mình
thư giãn này, nằm nghe nhạc này, rồi có thể để mình để ngoài ban công này, nói chung là rất là tiện. Đó, dùng rất là đã nhá. Hai người ngồi lên cũng ok luôn. 350.000 cho một con ghế hơi như này. Cái này thì nó bồng bềnh, bác nào bị đau lưng mỏi gối gối cái thứ là dùng rất là thích. Đó. 350.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Tên em là dây thít thì nó sẽ có cho các bác là dòng là 20 sen, 25 sen và 30 sen. Đấy, có 3 mẫu như vậy. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đấy thì nó đều là 250g một bịch hết nhá. 250g một bịch thì cái dài thì nó sẽ ngắn ít đi. Đấy, còn là gam thì bằng nhau. Giá đều là 25.000 hết. Cái này thì các bác dùng đa di năng luôn. Có thể dùng để mình làm dây thít vào bao này. Hoặc là cây cảnh này, hoặc là đa di năng ở đâu cũng được, rất là tiện này. Đấy, ví dụ như mình có cái bao thóc, bao lúa, mình chỉ cần thắt vào này cho em xong, rất là tiện luôn. Hoặc là các bác dùng để mình thắt cây cảnh, cây cối các thứ nhá, rất là tiện luôn. Lên cho em là dây thít nhá. Dây thít giá thì chỉ có cho bác là 25k trên một bịch như này. Đồng giá nó sẽ có là các bác là 20 sen này, 25 này và 30 sen. Các bác muốn lấy loại nào lấy các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20.000 một típ như này và bên em bán là 50.000 ba típ. Đó, 50.000 cho ba típ keo đa năng xanh như này. Con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn. Các bác có thể dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt, rất tiện ích để các bác có thể dán đa di năng được luôn. Keo đa năng xanh 15k trên một típ này thôi. Đấy các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đấy, nó dán rất là đa di năng luôn nhá. Đó. Các bác thấy chưa? Đó. Các bác có thể dán cánh kệ tủ, rồi nói chung là móc treo quần áo, rồi tủ, rồi ổ điện như các thứ đều ok hết. Đây, dán được trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là 15k một típ thôi. Rất tiện luôn các bạn. Keo dán đa năng nhá. Đó. Hả? 20.000 các bác nhá. Đấy. 20.000 đợt này về cho bác giá 15.000 một típ luôn, 50.000 ba típ. Giá thanh lý luôn các bác nhá. Đó. Trước em đang bán 20.000 đợt này về cho bác giá tốt luôn, 15.000 một típ, 50.000 ba típ luôn các bác nhá. Đấy, rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết, hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji Made in Japan các bác này. Đấy, Muji Made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai đây các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu 1m6 và một mẫu 1m8 đều là nhân 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép miếc được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống quá nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, hàng thương hiệu Muji đây, Muji Made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật, giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào, tươi, bỏ tranh tờ giấy, chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy, 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá. Chiếu mây giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m.
thì nó là 2m, nó là cái kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhé. Thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhé. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhé. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu. Hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu, đây nó sẽ là màu xanh này. Màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên. Và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này. Một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn. Một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6 2m các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy, chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông, mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây nó sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá, 40 x 60 các bạn này. Đấy, và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1m nhá, một gối ôm chiều dài 1m. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn, hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá, chăn ga này, chăn ga Nhật này. Chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi nhá. Các bác cứ mua đủ 200.000 là bên em bao ship thôi. Mã sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn cái cọ lưng các bác này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là dây tắm nhá. Đấy, dây tắm. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Đây, các bác có thể dùng như này. Đấy, mình dùng để kỳ cọ như này. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 50cm nhá. Dài khoảng 50cm. Và bản của nó thì cái chỗ rộng nhất thì nó vào khoảng là gần 10cm. Rất là tiện luôn. Và nó có hai mặt như này. Một mặt là silicone dạng bông như này. Và một mặt là silicone dạng đấm như này. Thì rất là tiện, các bác dùng rất là thích luôn. Nên mã giúp cho em đó là dây tắm này. Đây các bác này. Đấy, các bác dùng để mình kỳ cọ lưng này rất là tiện luôn nhá. Nó bằng silicone có độ co giãn nhất định này. Tám kỳ cọ này các bác chỉ cần cho xà bông vào đây cho em. Đấy. Cổ này, vai, gáy này, chân tay này. Đấy, đều được hết nhá. Giá thì bên shop về thanh lý cho các bác cái giá này cực kỳ là sốc luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây tắm nhá. Giá chỉ có 15k thôi. 15k cho một em dây tắm như này. Đấy. 15k cho một em dây tắm này nhá. Các bác lên cho em là dây tắm nhá. Dây tắm giá sẽ là 15k. Đó. Dây tắm này. Giá sẽ là 15k nhá. 15k. Em đang bán 25.000, đợt này xuống cho bác còn 15.000 thôi. Tiếp theo thì các bác lên cho em là phễu nhá, phễu inox nhá. Đấy, phễu inox. Giá thì sẽ là 80.000 cho một con phễu inox như này. Các bác lên cho em là phễu inox, giá của nó sẽ là 80k nhá. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Chỉ có 80k cho một con phễu inox này thôi. Đấy, con này thì các bác dùng để mình lọc dầu này, lọc thực phẩm, lọc thức ăn cũng rất là ok nhá. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Đấy. Và giá thì chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là phễu inox nhá. Giá sẽ là 80.000. Phễu inox này. Đó, phễu inox nhá. Nên như là phễu inox giá sẽ là 80k nhá. 80k cho mấy em phễu inox như này. Miệng của nó thì vào khoảng là 10cm, chiều sâu của nó thì vào khoảng là 7cm, và cái phần vòi này thì rất là sâu luôn. Và hút thì dùng nó rất là tiện nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái phích đun sôi nhá, phích đun sôi. Dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ, và giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. 180.000 cho một con phích đun sôi như này. Hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá, Cúc Cu của Hàn Quốc này. Đấy các bạn này, đấy, hàng thương hiệu Cúc Cu Hàn Quốc. Con này thì nó sẽ là một cái dòng mà dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ này, điện 220V và 1300W. Các bác chỉ cần đặt vào này cho em là xong, đặt vào này cho em là xong nhá. Đó. Và xoáy nắp thì các bác xoáy ở đây cho em này. Đấy, xoáy ở đây. Rất tiện luôn. Con này sẽ là 3 lít cả vỏ nhá. Các bác lên cho em là phích đun sôi nhá. Đây.
Đấy, các cái thông số của nó có hết đây này. Đấy, các thông số nó có hết đây. Đấy. Đây, 1300W này, 3 lít này. 3 lít cả vỏ nhá. Cả vỏ nó sẽ là 3 lít nhá. Lên cho em là phích đun sôi nhá. Phích đun sôi. Phích đun sôi giá sẽ là 180k nhá. Chỉ có 180.000 một con phích đun sôi này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa các bác nhá. Đây, nó sẽ làm cái đầu chuyển cưa như này. Thì giá chỉ có cho các bác là em đang bán là 80.000, đợt này về cho các bác giá chỉ còn có 70.000 trong cái đầu chuyển cưa như này thôi. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cái này vào cho em là xong này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái lưỡi cưa như này, mình có thể cưa sắt, cưa gỗ, cưa thép đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em là đầu chuyển cưa. Đợt này về cho các bác cái giá chỉ còn là 70.000 trong cái đầu chuyển cưa như này thôi. Lên cho em là đầu chuyển cưa nhá. Đầu chuyển cưa này. Đầu chuyển cưa, giá của nó sẽ là 70k nhá. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn, 70.000 cái đầu chuyển cưa như này. Cái này đấy, khi về thì các bác lắp vào mình dùng để cưa gỗ, cưa sắt đều ok hết nhá. Nhưng mà cơ bản thì vẫn là dùng để cưa gỗ các bác nhá. Còn sắt thì nó cũng không công dụng lắm, nhưng mà cưa gỗ là ok. Đấy, các bác chỉ cần lắp cái đầu vào cho em, sau đó thì lắp cái mũi cưa vào. Đó, nó sẽ giúp cho các bác là điều chỉnh để mình cưa rất là dễ dàng luôn. Cưa gỗ thì cực kỳ là mượt luôn. Giá chỉ có 70k thôi. Nhà bác nào cũng có các cái dạng khoan bin rồi máy khoan cầm tay. Đấy, xoáy vào cho em là xong, rất tiện luôn nhá. Giá thì sẽ có cho các bác là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá. Táo khô của Nhật này. Đấy, táo khô của Nhật. Một bịch này của nó thì từ khoảng trên 7 lạng nhá. 7 đến 8 lạng gì đấy các bác nhá. Đấy, một bịch như này. Khoảng từ 7 đến 8 lạng và giá thì chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá. Táo khô, giá của nó sẽ là 80k. Thì công dụng của nó rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng để làm mình hãm nước uống này, hoặc là các bác dùng để ngâm rượu này, hoặc các bác dùng là ăn trực tiếp cũng rất là ok luôn. Đây, hạt to đều đẹp, không phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ được vào khoảng từ 7 lạng trở lên nhá, khoảng từ 7 lạng trở lên. Đó. Lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá. Táo khô giá của nó sẽ là 80.000 cho một bịch táo khô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi của thương hiệu Sony nhá. Đấy, bộ nồi của Sony. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái bộ nồi như này. Đấy. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là bộ nồi của Sony nhá. Này rất là tiện, các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đây. Bộ nồi của Sony các bác. Đấy, dùng rất là ngon. Hàng này thì của Sony nó dùng để nó làm quà cho khách hàng của nó các bác, làm quà cho khách hàng của nó. Đấy, đây, bộ nồi của Sony như này. Cái bộ nồi này bao nhiêu đấy? Bộ nồi của Sony bao gồm cho các bác là 3 nồi, 3 nồi nhá. Đấy. 3 nồi. Giá thì sẽ là 195 à? Hả? 195.000 nhá. Đấy. Đây, đầu tiên là cái nồi này là to nhất này. Đấy, con này là con to nhất đây các bác này. Cũng khá là dày luôn nhá. Khá là dày luôn. Đây, 195.000 mà được tới 3 cái nồi luôn. Đây. Đấy, con này là con to nhất này. Đấy, con to nhất thì đường kính vào khoảng là 27 28 cm. Đó, con to nhất thì khoảng 27. To nhất thì 24 cm nhá. Con to nhất là 24 này. Đấy. Tiếp theo thì đến cái con thứ hai là con này là 18 cm này. Đấy, con này sẽ là 18 cm. Con thứ hai này là 18 cm các nhá. 18 cm. Đấy. Rất dày các bạn, vùng viếc son của nó rất dày luôn. Đấy. Con thứ hai này là 18 cm này. Đấy. Tiếp theo là đến con thứ ba này. Con thứ ba thì con này của nó sẽ là 16 cm. 16 cm. Hàng thì của nó sẽ là hàng của thương hiệu Sony. Đấy, nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng mua đồ của nó, rất dày dẫn các bạn, rất dày dẫn luôn. Đấy. Con này thì sẽ là 18 cm. Đấy, một bộ của nó sẽ bao gồm 3 chiếc như này, 3 chiếc như này. Đấy. Đây. Con này thì các bác có thể dùng là đun bếp từ này, bếp điện này và bếp ga này. Đấy, bếp từ, bếp điện, bếp ga đều được nhá. Đấy, bếp từ. Đây nó ghi rõ luôn bếp từ này, bếp điện, bếp ga này. Đấy, đây nó sẽ là quà tặng của Sony đây. Đấy, bộ nồi inox cao cấp. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Sony 3 món nhá. Đấy, bộ nồi Sony. Bộ nồi Sony 3 món. Giá sẽ là 195.000. Bộ nồi Sony này. Bộ nồi Sony giá sẽ là 195k nhá. 195.000 cho cái bộ nồi Sony như này. Giá rất hợp lý luôn, 3 món luôn các bạn, rất đẹp nhá. Dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đun bếp điện, bếp từ, bếp ga đều được hết nhá. Rất dày dẫn chắc chắn luôn nhá. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Thunder A1 nhá. Thunder A1 này là bao nhiêu nhỉ? 160.000 cho con Thunder A1 như này nhá.
Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là cáp sạc các thứ đầy đủ bộ cữ này, và sẽ có cho các bác là một cái tăng đơ này. Đấy, một cái tăng đơ. Thì con tăng đơ này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, dùng cực kỳ là ngon luôn này các bác này. Đấy, các bác dựa lại cho em. Đây, đấy, công tắc bật lên này. Tăng đơ đang chạy nhá. Con này nó sẽ là dòng chống ăn da luôn, các bác dùng thoải mái này. Đấy, chống ăn da luôn, dùng thoải mái cho em, rất ngon lành luôn. Đó, chống ăn da luôn. Thứ nhất là một con tăng đơ này. Thứ hai sẽ có cho các bác là một cái máy cạo râu này. Đấy, cái này các bác dùng để cạo râu này. Đấy, cái này dùng để cạo râu này. Và tháo cái lưỡi cạo râu này ra thì nó sẽ có cho các bác một cái đầu để các bác tỉa lông mũi này. Đấy, tỉa lông mũi thì các bác tháo cái đầu cạo râu này ra. Đấy, cái đầu này để cạo râu thì các bác tháo cái cạo râu này bỏ ra, lắp cái tỉa lông mũi này vào cho em. Đó là mình sẽ dùng tỉa lông mũi. Là con này ba chức năng luôn, tăng đơ, cạo râu, tỉa lông mũi, cắt tóc chấn viêm đều ok hết nhá. Đó, đây giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ A1 nhá. Đấy, tăng đơ A1 giá sẽ là 160k. Đây, 160.000 thì cái bộ tăng đơ A1 này bao gồm cho các bác là 3 món luôn. Đấy, 3 chức năng luôn các bác nhá. Rồi, hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn về rất nhiều mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái mớ Automat nhá, hàng bãi Nhật. Đấy, thì hàng rất đẹp cho các bác luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Em lên cho bác cái mã sản phẩm đầu tiên đó là Automat này. Thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái con Adcock nhá, Adcock. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và trước em bán thì cái lô cũ của nó thì nó sẽ là hàng hàng đã qua sử dụng, cho nên là giá nó rẻ hơn. Còn lô này thì hàng của nó sẽ là hàng mới tinh. Đấy, điện của nó thì từ 100 đến 200V. Các bác sử dụng điện Việt Nam mình thoải mái luôn. Đó, khi đấu thì các bác đấu đầu vào bên trên và đầu ra bên dưới. Dòng dò của nó là 15mA, 30A dòng dò 15mA. Hàng nội địa của Nhật toàn bộ 100% thứ Nhật hết, của thương hiệu Z này. Đó, con này thì các bác có thể dùng để cho bình nóng lạnh này, nóng lạnh điều hòa hoặc là các cái phòng nhỏ đều là ok. Đấy, chức năng của nó thì chống giật, chống chập, chống quá tải, át đều nhảy hết nhá, cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là Adcock 30A nhá, Adcock 30A. Con này giá của nó sẽ là 110.000. Đấy, đợt này hàng về thì cái giá của nó sẽ là cái hàng mới, cho nên cái giá nó sẽ đắt hơn một chút. Nhưng mà hàng mới thì các bác dùng nó yên tâm. Đấy, lên cho em là Adcock này, đó. Adcock 30A nhá, giá của nó sẽ là 110k nhá, 110k cho một con. Đó, Adcock 30A. Tiếp theo thì đây nó sẽ là dòng 30A con này, 30A dòng dò 15mA. Đó, hàng nội địa của Nhật, tem mã vạch, mã cốt đàng hoàng, đầy đủ cho các bác nhá, chi xuất nguồn gốc rõ ràng luôn. Hàng của thương hiệu Z đây. Đó, đầy đủ cho các bác luôn, thông số kỹ thuật các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng AD 40A nhá. Đấy, các bác lên cho em là AD 40A. Dòng dò của nó là 30mA nhá. Đấy, AD 40A. Con này thì các bác có thể dùng cho các cái khu vực như là nhà tổng này, tổng điện gia đình này, hoặc là các bác dùng cho tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đó, thì các bác dùng cho tách từng tầng cũng được. Đấy, các bác dùng tách từng tầng hoặc là dùng tổng cho cả gia đình thì các bác có thể lắp ra ngoài công tơ, nó cũng rất là tiện ích và an toàn. Con này thì nó cũng là hàng Nhật và đã qua sử dụng nhá. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, hàng Nhật đã qua sử dụng nhá. Và độ mới của nó thì còn khoảng 80-90%. Đó, hàng made in Japan đây. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con AD như này. Đấy, hàng của thương hiệu Natina hoặc là của thương hiệu Mitsubishi các bác nhá. Đấy, Mitsubishi. Chủ yếu là Natina nhá, Natina. Đó, và cái giá thì sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là AD đại 40A nhá. Đó, AD đại này. AD đại 40A, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái AD đảo chiều của Nhật nhá. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. AD đảo chiều 63A này. Đấy. Công suất của nó sẽ là 63A, và khi các bác đấu thì con này nó sẽ sử dụng cho các bác chuyên dùng gọi là hai công tơ này. Đấy, già mình có hai công tơ hoặc là hai công tơ, hoặc là các bác dùng một điện lưới một máy phát, thì khi các bác nào dùng các bác đảo cho em. Đó. Ví dụ bên trên thì các bác để điện lưới này, bên dưới này các bác để máy phát này. Đấy, khi nào mà điện lưới thì các bác để lên trên. Đấy, khi nào máy phát thì các bác lại kéo xuống dưới này cho em là nó tự đảo điện cho các bác nhá. Rất là tiện luôn. Hoặc là nhà bác nào dùng hai công tơ mà mình muốn sử dụng
liên hoàn hai công tơ cho nó an toàn và tiết kiệm thì các bác cũng dùng cái này cho em. Đấy, lên cho em là áp đảo chiều 63A nhé. Đấy, lên cho em là áp đảo chiều 63A này. Đấy, áp đảo chiều này. Đảo chiều 63A. 63A giá sẽ là 100 tròn à. Lên cho em là áp đảo chiều 63A nhé. Giá của nó sẽ là 105K. Đó. Đợt trước đang bán 101, đợt này xuống cho bác được 5.000 là còn 105.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc đồng đúng không nhá, con hạc đồng. Đó thì đây nó sẽ là một con hạc rất là đẹp như này. Đó thì con này nó sẽ có thêm cho các bác là một con hạc và một cái lư bằng một cái lư bằng đồng như này, các bác đeo vào cho em. Đấy, đeo vào sau đó thì các bác dùng cái nhang, bên em có bán sẵn cả nhang luôn. Con hạc này sẽ là 70.000 và nhang thì là 60.000 một hộp nha. Đó thì các bác mua combo thì sẽ là 130.000. Đấy, các bác đeo vào đây cho em này. Đeo vào đây cho em. Sau đó thì mình cho nhang vào đây. Đấy, rất là thơm luôn. Nhang vào đây mình có thể là đốt này, thư giãn tĩnh tại, hoặc là các bác để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đó, chất liệu của bằng của nó thì bằng đồng nhá, rất là đẹp và dày dẫn chắc chắn như này. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng. Cầm cho anh hộp nhang ở đây này. Hạc đồng, giá sẽ là 70.000. Con này thì trước em đang bán là 60.000, đợt này thì hàng nó về giá nó cao hơn một chút nhá. Giá cao hơn một chút thì sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 10cm nhá, chiều cao khoảng 10cm thì rất là tiện ích luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cả nhang luôn. Đấy, nhang hạc thì giá sẽ vẫn là 60.000 thôi, còn cái hạc này thì sẽ là 70.000. Đây, đây là cái nhang của nó các bác này. Đấy, cả về nhà các bác xoáy ra cho em, sau đó thì các bác cứ thế là đặt vào cái lư kia là xong. Đấy, cái nhang này thì sẽ là 60.000 và con hạc này sẽ là 70.000. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng này. Đó, lên cho em là hạc đồng. Giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k. Còn nhang hạc thì sẽ là nhang hạc sẽ là 60k nhá, 60k cho cái nhang hạc như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng nước hoa rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái tăm như này. Các cái tăm như này và các bác chỉ cần là giật cái bấc này ra. Sau đó thì các bác cắm vào cho em. Đó. Mùi thơm của nó thì dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng sách, phòng khách đều được. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, và rất là thơm. Đấy. Và được rất là lâu thì các bác dùng để mình gọi là tạo hương thơm cho phòng rất là tốt luôn. Đó, con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn này. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn. Giá chỉ có 30.000 thôi. Nước hoa khách sạn nhá. Lên cho em là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30k nha. 30.000 cho một cái lọ nước hoa khách sạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tất các bác nhá. Đó. Tất thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 5 đôi nhá, 5 đôi. Đó. Có màu ghi và màu trắng nhá. Đấy, có màu ghi và màu trắng như này. Đó, có màu ghi, có màu trắng. À, màu ghi và màu đen nhá, màu ghi và màu đen. Đấy, ở đây thì sẽ có là màu ghi và màu đen rất là đẹp luôn, thì các bác mua lấy màu nào đấy. Một hộp này có 5 đôi. Đưa cho anh cái vỉ kia luôn. Một hộp này của nó là 5 đôi nhá. Hộp này của nó là 5 đôi thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, em đang đi trực tiếp. Đây, em đang đi trực tiếp đây các bạn này. Đấy, đang đi trực tiếp trên chân đây. Đây các bác thấy không? Rất là vừa vặn luôn nhá, rất vừa vặn, rất là đẹp này. Đấy, em đang đi trực tiếp trên chân đây. Đấy, đúng tất đúng màu các bác này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi nhá. 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi. Các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5. Đấy, đựng trong một hộp như này. Tất hộp này và 5 đôi nhá, tất hộp 5 đôi. Đấy, có màu đen và màu ghi, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái tất ở trong vỉ như này nhá. Tất trong vỉ như này nó sẽ có màu đen và màu trắng. Đây, có hai màu, màu đen và màu trắng. Cái tất này thì nó sẽ ngắn hơn một chút nhá, ngắn hơn một chút. Đấy, đều là co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho một vỉ bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá. Đấy. 90.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 đôi. Cái này thì nó lại có màu đen và màu trắng, màu đen màu trắng, còn cái hộp kia thì có màu trắng và màu màu ghi, màu trắng và màu ghi nhá. Đấy, cái này màu đen màu trắng, cái này là các bác lên cho em là tất.
tất vỉ 10 nhá, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy. 90k trong cái tất vỉ 10 như này nhá. Đấy. 90.000. Cái này thì nó sẽ là vỉ là 10, vỉ là 10 đôi nhá. Vỉ là 10 đôi. Còn hộp thì chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đấy, vỉ là 10 đôi này. Còn cái hộp này là 5 đôi nhá. Đấy, hộp này là 5 đôi thôi. Hộp 5 đôi 80k nhá. Đấy, hộp 5 đôi là 80.000. Còn vỉ 10 đôi như này. Vỉ 10 đôi như này có màu trắng và màu đen, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Cầm anh kia tỉa lông mũi đây. Đó. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là tỉa lông mũi inox. Cái con dao vàng nha anh nhá. Con này thì bên shop đang bán là 30.000. Đợt này thanh lý nốt cho các bác, giá chỉ còn 20k cho một con dao vàng như này thôi. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng siêu sắc bén cho các bác luôn. Siêu sắc bén cho các bác luôn. Dao này thì rất bén các bác. Dùng để dọc giấy này, gọt hoa quả thứ gì rất là ok luôn nhá. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 thôi. 20.000 con dao vàng này các bác này. Đây. Rất bén luôn các bác này. Đây các bác thấy không? Rất bén luôn nhá. Đấy. Rất bén luôn các bác thấy không? Đó. Con này các bác dùng để têm gọt trầu này, gọt hoa quả các thứ này. Đấy, thái rau thái dợ rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao vàng, giá sẽ là 20k cho một em dao vàng như này nhá. Dao vàng 20.000. Đó. Dao vàng này, giá sẽ là 20k nhá, 20k. Tiếp theo thì một cái sản phẩm tỉa lông mũi bằng inox như này. Con này bên shop đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 30.000 cho một cái bộ tỉa lông mũi này thôi. Đấy, 30.000 nhá. Đây. Đây thì cái này các bác dùng để tỉa lông mũi rất là ngon này các bác này. Đấy, cái này các bác bấm này cho em này, bấm này cho em. Đó, đây cái lông nó ra này các bác này. Đó. Thì con này các bác dùng để tỉa lông mũi rất là ngon nhá. Đấy. Em chỉ còn có 2-3 con duy nhất thôi. Bán thanh lý cho các bác cái giá đó là 30k cho một cái bộ tỉa lông mũi như này nhá. Lên cho em là tỉa lông mũi, giá của nó sẽ là 30k này. Đấy, tỉa lông mũi inox giá sẽ là 30.000. Đó, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái băng dính trong hai mặt nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng để dính ổ điện này rồi dính các cái thiết bị khác cũng rất là ok luôn. Dính ổ điện rồi dính đa di năng nhá, điều khiển với các thứ trên tường mình dính vào rất là ngon. Thì giá thì hôm nay bên shop thanh lý cho bác giá chỉ còn là 20k thôi nhá. 20k cho một cuộn băng dính trong như này. Lên mã giúp cho em là băng dính trong nhá. Giá sẽ là 20.000. Đó, 20.000 cho một cuộn băng dính trong như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là con đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex nhá. Đấy, đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex này. Rolex mặt vàng cực kỳ là đẹp luôn. Đó, Rolex mặt vàng rất là đẹp như này. Và con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 nhá. 300.000 một cho em đồng hồ Rolex như này. Đồng hồ này chạy bằng pin nhá. Đây. Đấy, bằng pin này đang chạy bình thường, có cả đèn báo cho các bác luôn này. À, có cả ngày lịch cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex mặt vàng như này. Đó, 300.000 cho một con đồng hồ Rolex mặt vàng như này nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái củ sạc xanh các bác này, củ sạc xanh. Con này đang bán là 30.000, đợt này thanh lý nốt cho bác cái giá là 20.000 cho một cái củ sạc xanh như này nhá. Lên cho em là củ sạc xanh, đấy nó chỉ có củ này thôi. Giá sẽ là 20.000 cho một cái nhá. 20k cho một cái củ sạc xanh như này. Đấy, nó sẽ bao gồm là 3,1A và có 3 chân như này, về nhà các bác theo hồ cắm luôn. Em còn vài cái nữa thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 20.000 cho cái củ sạc xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khay úp cốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một chiếc khay úp cốc như này thôi. Đó, 60.000, có kèm cho các bác một cái đĩa để các bác hứng đồ bên dưới này luôn. Giá sẽ là 60k nhá. Bỏ cái xích chó ra đây. 60.000 cho một cái khay úp cốc như này. Con này thì rất là tiện để các bác sử dụng này. Đó, 60.000 cho một cái khay úp cốc như này thôi. Đó, thì có cái đĩa ở đây các bác đặt vào và một cái bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 6 cái phần như này thì úp được 6 cái cốc nhá. Úp được 6 cái cốc luôn. Lên cho em là khay úp cốc giá sẽ là 60k các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đùi lò xo nhá. Đấy, con này đang bán là 35.000, lượt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 30k thôi. Giá này là không lợi nhuận luôn, không lợi nhuận luôn các bác nhá. 30k cho một cái đùi lò xo như này. Đấy, có công tắc đóng ngắt này, có thể ngoắt nghéo này. Đấy, và các bác cắm ở các vị trí nào cũng rất là ok luôn. Giá sẽ là 30k cho một cái đùi lò xo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đánh bóng xe hơi nhá. Đánh bóng xe hơi nhá. Con này thì gọi là đánh bóng xe hơi thôi, còn các bác dùng đa di năng được hết. Các bác muốn đánh bóng vào đâu cũng được. Các cái bề mặt nhựa, bề mặt nhám này, các bác chỉ cần là cho ra cái bông này, sau đó thì các bác di đi cho em. Đấy, vuốt đi cho em là xe đổ ra đồ nhựa là sẽ bóng hết luôn nhá. Đổ ra đồ nhựa đánh bóng đẹp cho các bác luôn. Đánh bóng xe hơi giá sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho một lọ đánh bóng xe hơi như này. Cái này thì rất là tiện, các bác có thể dùng để mình sử dụng rất là đa di năng luôn. Đánh bóng xe hơi giá sẽ là 35k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đó. Đây các bác chỉ cần là đánh bóng đi này, đưa vào vuốt đi cái là nó sẽ bóng luôn như này các bác này. Các cái phần nhựa nhám này, lốp này, đấy.
thấy chưa? Đó. Đấy, đánh bóng này rất là tiện ích luôn nhá. Đó. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đó, phủ ceramic luôn. Tăng độ bóng nhá, chống nước rất là tốt luôn. Đấy, ok các bác nhá. Giá thì chỉ có 35.000 cho một cái lọ đánh bóng xe hơi này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xích chó nhá. Chiều dài của nó thì nó sẽ được là đây, một chiếc này thì chiều dài của nó đâu đó vào khoảng là 1m2 đến 1m5 các bạn. Đấy. 1m2 đến 1m5 cho một chiếc xích nha. Đấy. Tầm khoảng 1m2 đến 1m5 một chiếc. Giá thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý cho bác cái giá đó là 25.000. 25.000 cho một con xích chó như này các bạn này. Đấy, chiều dài khoảng một từ 1m2 đến 1m5. Đấy là tầm khoảng 1m2 1m5 thì đấy các bạn này. Đấy, đây một con xích như này. Cái này thì gọi là xích chó nhưng mà nó nhỏ hơn một chút thì các bác có thể xích chó con hoặc là xích mèo cũng ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một chiếc như này thôi. 25.000 cho một chiếc như này. Đấy, có đầu đai hẳn hoi như này nhá. Và đây. Đấy, của nó là bằng inox 304, sáng bóng đẹp này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu này để các bác quặc vào này. Đấy, còn lại là một cái đầu này để các bác quặc vào cái phần đai của con chó con mèo nhà mình. Lên mã giúp cho em là xích chó mèo nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một cái xích chó mèo như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp nhá, vòng trầm gỗ. Em lên cho bác cái vòng trầm gỗ nhá. Con này thì đợt này về giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, giá chỉ còn là 45.000 cho một con vòng trầm gỗ nha các bác nhá. 45.000 cho một con vòng trầm gỗ như này. Ở đây thì nó sẽ là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá, gỗ trầm tự nhiên. Có mùi thơm dịu nhẹ ở đây, có kèm cho các bác là một cái đài sen ở giữa rất là đẹp này. Đấy, đựng trong một cái hộp hàng thanh lý siêu thị nhá. Giá cực tốt cho bác luôn. Chỉ có cho các bác là 45.000 thôi. 45.000 cho cái vòng trầm gỗ này. Giúp các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, lòng máu huyết lưu thông. 45.000 trong cái vòng trầm gỗ như này nhá. Lên cho em là vòng trầm gỗ, giá sẽ là 45.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá. Con này thì nó chạy bằng pin năng lượng mặt trời. Có cả cho các bác là một cái đôi pin để các bác lắp vào điều khiển này. Đấy, công suất của nhà sản xuất thì là 120W, cũng khá là sáng luôn. Đây, 120W khá là sáng luôn. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình tích điện ăn cơm ăn nước này. Đấy, sử dụng đa di năng luôn, có cả điều khiển luôn nhá. Quai đeo có cả đèn đỏ cảnh báo này các bạn. Đấy, có các chế độ sáng này, có đèn cảnh báo các kiểu con là điều luôn. Ở đây thì sẽ kèm cho các bác là một cái cáp để các bác cắm sạc này, một đôi pin và một cái điều khiển như này. Đấy, bao nhiêu thứ như này mà giá chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Nên cho em là bóng tròn tích điện nhá. Bóng tròn tích điện giá sẽ là 80.000 cho một cái quả bóng tròn tích điện như này. Giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món nhá. Bộ nạo 3 món như này. Cái này bao nhiêu đấy? Sẽ bao gồm cho các bác là 3 món như này luôn. Đấy. Một cái nạo như này. Đấy, một cái nạo này là nạo dọc này, có hai chiều luôn, một bên nạo vỏ, bên nạo sợi này. Tiếp theo là một cái nạo ngang như này, nạo ngang như này nhá. Đấy, cái này là ngang này, còn cái này thì em gọi là dọc này. Và một con dao như này. Con dao này thì có kèm thêm cả cái nhíp đằng sau để các bác nhổ lông gà, lông cá luôn. Đấy, combo cho các bác như này. Đấy, một cái bộ nạo 3 món như này. Giá thì hôm nay sẽ là giá tri ân cho các bác cực kỳ là tốt luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một cái bộ nạo 3 món như này. Lên mã giúp cho em là nạo 3 món, giá của nó sẽ là 25.000. Đấy, cho 3 cái luôn. 25.000 cho 3 cái, mua tính ra vào có 8.000 thôi. Đấy, nạo 3 món nhá. Lên cho em là nạo 3 món này. Nạo 3 món, giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho cái nạo 3 món như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã xẻng sinh tồn đây. Đấy. Giá sẽ là 250.000 cho một con xẻng sinh tồn như này. Con này thì nó sẽ là hàng của quân đội của Nhật các bác này. Đấy. Thì các bác có thể dùng vừa làm xẻng vừa làm cuốc cho em cũng ok. Đấy, các bác. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Chất thép của Nhật thì các bác biết rồi nhá. Ở bên này thì có các bác là dùng để chặt này, bên này dùng để cưa này, cái này dùng để cắt dây này, cái này dùng để vặn ốc này. Đó, và đầu xẻng này thì dùng để đào này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái chi tiết đi kèm này. Đấy. Có dao dợ các bác có thể lắp vào này, có dao dợ này. Đấy, rồi có cả đầu phá kính kiếc các kiểu này. Đấy, các bác cứ lắp vào cho em là xong. Đấy, rất là nhiều chi tiết đi kèm đây. Dao để các bác xoáy vào đây cho em này. Đó, dao xoáy vào đây. Và các bác có thể kết nối vào để mình sử dụng, mình làm chế cháo các kiểu con là điều được luôn. Rất là tiện luôn nhá. Giá thì một cái con xẻng như này, giá thì đang thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 250.000 thôi. 250.000. Chiều dài của xẻng thì nó sẽ vào khoảng là đi đây, các bác rút đây cho em này. Chiều dài của xẻng thì nó sẽ vào khoảng là đi 80cm nhá. Đấy, 80cm. Đây, em sẽ đo thực tế cho bác xem. Xoáy vào như này. Ở đây nó có giòn, có ren riếc đàng hoàng cho các bác luôn. Đấy, giòn ren riếc đàng hoàng như này. Đấy. Chiều dài tổng thể của nó sẽ là đi đây.
chiều dài tổng thể của nó sẽ là đi 78 nhé, 77-78 các bạn đấy, 77-78 cm. Đấy, cái phần xẻng này thì sẽ là 13 này, gần 13 và chiều dài của xẻng là khoảng 16 nhá. Đấy, cơ bản nó như thế. Đây. Đấy thì các bác có thể vừa dùng làm xẻng, dùng làm cuốc được luôn. Chất liệu của nó là thép trắng không gỉ nhá. Đấy. Thép trắng không gỉ này, xoay như này thì sẽ là thành cái cuốc này. Đấy các bác theo. Đấy, thành cuốc nha. Các bác dùng cũng rất là tiện này. Đấy, cuốc đất rồi các bác có thể mang trên ô tô để mình đi phượt này. Đấy, hoặc trên xe máy bỏ vào thì nó rất là gọn, các bác có thể tháo ra gấp vào nó rất là gọn luôn. Mang đi rừng đi phượt này rồi đi các bác đi chế cháo, nói chung là rất là đa di năng luôn. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý nhá, có dao có dợ đàng hoàng. Bên trong này có cả ốc vít cho các bác rồi là dùng để đây, đánh lửa đánh nước được. Cái tính năng đánh lửa này thì em cũng không dành lắm, các bác có thể dùng được thì các bác dùng thôi. Đó, cơ bản như vậy. Giá thì có cả đầu ốc vít đây các bác này, có cả đầu ốc vít đây. Giá thì chỉ có 250.000 thôi. Đã bao ship đến tận nhà cho các bác rồi. Các bác nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, rất tiện ích nhá. Đấy, combo cho các bác và có cho các bác một cái túi túi bằng dù như này để các bác đựng vào này. Đấy, một cái túi bằng dù như này các bác đựng vào mình sử dụng. Nó rất là tiện ích luôn. Một con xẻng sinh tồn như này, giá chỉ có 250 cành thôi. Rất sắc bén quá nhá, rất sắc bén luôn. Và giá thì cũng khá là hợp lý để các bác có thể sưu tầm này hoặc là sử dụng để mình đi chế cháo rồi nói chung là đa di năng được luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xẻng sinh tồn, hàng của Nhật nhá. Giá sẽ là 250k cho một con xẻng sinh tồn như này, 250.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đây đây nó sẽ là một con đồng hồ rất là tiện ích này. Đấy. Nó bằng LED như này. Về nhà các bác chỉ cần cắm cái cáp này vào cho em là xong. Đó. Và nó sẽ hiển thị giờ thôi, hiển thị giờ ở đây. Thì các bác có thể vừa dùng làm đồng hồ vừa làm đèn ngủ, có thể lắp pin được này. Có thể lắp pin vào đây cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 cho con đồng hồ LED này, 140.000, rất là tiện luôn. Đây, số nó sẽ nảy đúng mô phỏng như trên hình như này các bác này. Đấy, to rõ ràng. Vừa để làm đèn ngủ, vừa để làm đồng hồ xem giờ luôn, khá là tiện các bạn. Lên cho em là đồng hồ LED. Giá sẽ là 140k nhá, 140k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn pin hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá, hàng Đức xuất cho thị trường Nhật đây. Made in Germany này. Đó, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Có một cáp sạc như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá. Có một cáp sạc luôn. Đây. Bật nguồn lên các bác này. Đó. Và có chức năng là tắt bật tự động này, chỉ cần gạt qua này thôi. Ở đây nó sẽ có hai con mắt cảm biến này. Đấy, một con bật một con tắt này, một con bật một con tắt rất nhạy luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là giá thì chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi cho một con đèn wifi như này, 130.000 nhá. Đây bác xem là đèn wifi 130.000. Này còn mấy cái? Tiếp theo thì bên em còn mấy cái vòi chậu rửa này các bác này. Đó. Vòi chậu rửa mặt đấy các bác này. Đấy, vòi chậu rửa mặt đây. Đấy. Thì ở đây thì em còn 5-6 cái nữa thanh lý nốt cho các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là cái vòi chậu rửa mặt như này. Hàng của Nhật này, Made in Japan này. Đó, rất đẹp như này các bác nhá. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác. Hàng mạ chrome đẹp sáng bóng nhá. Hai đầu nóng lạnh cho bác luôn. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn là bao nhiêu đây? Giá thanh lý cho các bác cái giá đó là 230.000 nhá. 230.000 cho một con như này. Giá còn mấy con nữa em thanh lý nốt cho bác. Đấy. 230.000 cho một con như này thôi các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là vòi chậu rửa tròn nhá. Vòi chậu rửa tròn. Vòi chậu rửa tròn em còn và chậu rửa tròn cao nhá. Giá sẽ là 230k. Em còn 5 con nữa thanh lý nốt rồi ok.